Nam Chính mang theo khát vọng trả thù cho bố từ thời thơ ấu. Bởi vì là một người chính nghĩa nên bố của Đông Chun đã bị phe tà đạo hãm hại. Ở cái tuổi đáng nhẽ được ăn chơi vô lo vô nghĩ, nhưng Đông Chun đã phải nghĩ sau này làm sao có thể báo thù được cho cha. Trong suốt 10 năm ấy, lúc nào trong đầu anh cũng văng vẳng hai từ báo thù. Hai anh em Đông Chun, Đông Úc đồng tâm hiệp lực quyết tâm trả thù cho cha. Nhưng đến cuối cùng Đông Chun mới phát hiện Đông Úc em trai mình chính là con trai ruột của kẻ thù giết cha. Lão Bắc và cô Giang từng có một tình yêu đẹp mà bao người hằng mơ ước. Tình yêu của họ sẽ mãi đẹp nếu như năm ấy cô Giang không lỡ có baby. Lão Bắc đúng là một tên cầm thú không có tính người. Hắn ta còn nhẫn tâm hãm hại chính đứa con ruột của mình. Cô Giang đau đớn nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra qua đời một cách đáng thương. Cũng chính từ thời khắc đó cô thề với trời đất là nếu lão Bắc được sống an yên thì mình không phải là cô Giang. Cô mang hết phước báu của một người mẹ ra thề với trời đất phải khiến lão Bắc đau đớn sống không bằng chết. Lược qua tiểu sử của hai người, thời ấy cô Giang là một nữ y tá xinh đẹp, còn lão Bắc là một nhân viên mỏ than bình thường. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, giông tố chỉ tới khi đứa bé xuất hiện. Đúng lúc đó lão Bắc đã quyết định bỏ bạn gái và đi theo tiểu thư giàu có con nhà tài phệt, để con đường công danh sự nghiệp sau này của mình được êm đềm hơn. Lão Bắc nhẫn tâm vứt bỏ bạn gái và cả đứa con của chính mình, hắn ta cho người xử lý cái thai, còn vứt bạn gái ở nơi ít người qua lại. Chẳng ai có thể tưởng tượng rằng cô Giang có thể sống sót qua một đêm dài với thời tiết khắc nghiệt như vậy. Cô Giang là một người phụ nữ can đảm quật cường, không chịu khuất phục trước khó khăn. Động lực to lớn nhất của cô Giang có lẽ là đứa con còn đỏ hỏn màu máu đã qua đời. Cô Giang nén nỗi đau vào trong, tiếp tục đi làm tại một bệnh viện tỉnh. Ngày hôm nay, vợ mới của lão Bắc đã hạ sinh con trai đầu lòng tại bệnh viện nơi cô làm việc. Cô Giang nhìn đứa trẻ một hồi lâu nhưng vẫn là không lỡ giết bỏ. Nếu như cô làm như thế thì cô và lão Bắc chẳng phải đều là kẻ giết người như nhau hay sao chứ? Dù là như thế, cô cũng không thể nào bỏ qua cho lão Bắc cầm thú một cách dễ dàng như thế được. Đúng lúc này, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng rất chi là táo bạo. Cùng ngày hôm đó, tại bệnh viện cũng có một đứa bé trai ra đời. Cô Giang quyết định sẽ đổi chỗ của hai đứa bé với nhau, trái ngược với số phận của con trai lão. Đứa bé được trao đổi chỉ là con của một nhà làm nông nghèo khó ăn, còn bữa đói bữa no. Đúng là nhà giàu đến cách di chuyển cũng phải khác người. Lão Bắc cho máy bay riêng tới đón vợ con mình về nhà. Cô Giang chỉ biết đứng im một góc nhìn người mình ghét rời xa. Bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi và không một ai có thể biết được. Số phận của con trai thực sự của lão ta đã bị rơi vào một gia đình bình thường, nghèo tới mức tiền viện phí cũng không có đủ. Người mẹ chỉ biết nhìn gia đình giàu có tay trong tay bước lên máy bay rời đi. Nhưng người mẹ nào có biết được đứa con ấy chính là con trai ruột của mình. Khi về nhà, người chồng nhà nghèo đã rất nâng niu và yêu quý đứa con trai mới sinh của mình. Đông Chun là anh cả trong nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé phải san sẻ tình yêu thương của bố mẹ với em trai của mình. Cậu bé dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Hai cha con hứa với nhau sau này sẽ cùng chăm sóc cho em trai thật tốt. Nhưng trước bão giông bầu trời thường rất bình yên. Mới hôm trước cả gia đình còn đầy đủ thành viên. Hôm sau người cha đã ra đi mãi mãi, để lại vợ cùng một đàn con thơ nheo nhóc. Cũng chính bởi vì người cha quá chính nghĩa đứng lên chống lại hành vi bất chính của lão Bắc, ông đã tổ chức đình công vì lão Bắc đã làm ăn gian lận. Lão Bắc là kẻ tàn nhẫn, để đạt được mục đích cá nhân ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Người cha vừa xuống hầm thì bị quả bom do lão Bắc sắp xếp đánh nổ tan xác. Đông Chun đang chơi ở dưới mỏ đã nghe được hết kế hoạch ghê tởm của hắn ta. Cậu bé bỏ chơi chạy hết sức bình sinh tới để thông báo cho bố mình, nhưng chẳng kịp nữa rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ ấy mang đi tương lai của mấy đứa trẻ. Người cha cứ thế mà ra đi mãi mãi. Lão Bắc vì để cánh công nhân không nghi ngờ đã tổ chức một đám tang cho người cha một cách long trọng. Hắn ta không biết ngại, cái mặt còn giả vờ như đau buồn lắm. Sau đó lão Bắc bồi thường cho gia đình Đông Chun một số tiền lớn như phí thiệt hại. Đông Chun biết tổng bộ mặt thật của con cáo giả, nhưng bởi vì chỉ là một đứa trẻ con nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc báo cho người lớn. Mẹ Đông Chun sau khi nghe được những lời đó thì sốc lắm, hắn ta đúng là một con cáo giả mà. Người mẹ nhắc nhở con trai hãy nhớ thật kỹ đến ngày hôm nay và sau này có cơ hội hãy trả thù cho cha mình. Đứa bé năng động ngày nào nay đã phải nghĩ nhiều rồi. Đông Chun im lặng trầm ngâm ghim chặt câu chuyện này vào trái tim của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa 10 năm sau, Đông Chun đã trở thành một chàng trai trẻ cường tráng không sợ trời không sợ đất. Đứa bé Đông Úc ngày nào dưới sự chăm sóc tận tình của Đông Chun cũng đã lớn khôn. Vở kịch thực sự bắt đầu từ đây. Người đàn bà với chồng đã bị chủ mỏ giết hại một cách tàn nhẫn sống ở tầng lớp dưới đáy của xã hội, với mong muốn tìm lại công lý cho chồng đã chết oan. Suốt 10 năm qua bà không ngừng viết đơn kiến nghị và khiếu nại đến các cơ quan liên quan, nhưng tất cả các đơn đều bị chủ mỏ có quyền lực chặn lại. Hành động của người phụ nữ này đã làm cho chủ mỏ tức giận, anh ấy sắp đặt để bắt giữ bà. Một nhóm người đối mặt với một người phụ nữ yếu đuối, họ đã đánh bà ta một cách tàn bạo, cảnh cáo bà rằng nếu không dắt gia đình rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt, thì sau này họ sẽ lấy mạng của cả gia đình bà. Đông Chun và Đông Úc sau khi trưởng thành đau lòng nhìn người mẹ của mình bị tổn thương và nổi giận không thể kìm lại. Tuy nhiên người mẹ đã ngăn cản Đông Chun từ bỏ việc trả thù ngay lập tức, vì với sức mạnh hiện tại của họ việc này giống như lấy trứng chọi đá. Trong lòng Đông Chun cảm thấy rất bất lực. Anh đến kho lấy chiếc áo mà cha anh từng mặc và khóc lớn. Đông Úc nhìn thấy anh trai mình đau khổ như vậy cũng chạy vào để an ủi anh. Nhìn em trai của mình đã 10 tuổi, Đông Chun đã tiết lộ sự thật rằng cha của họ đã bị lão Bắc giết một cách tàn nhẫn. Trong suốt 10 năm qua Đông Chun luôn cảm thấy tự trách vì không thể cứu cha khiến anh rất đau khổ. Đông Úc với đôi mắt đầy nước mắt an ủi anh trai rằng đó không phải là lỗi của anh. Sau cùng lúc đó anh mới chỉ 5 tuổi.
Hai anh em đứng trên đỉnh núi thề rằng bất kể phải trả giá thế nào trong tương lai, họ cũng sẽ đòi lại công lý cho cha mình. Nhưng Đông Úc vẫn còn nhỏ tuổi khi nhìn thấy kẻ thù giận dữ không thể giữ miệng lại. Để cho lão Bắc biết quyết tâm trả thù của hai anh em họ, lão Bắc ngay lập tức nảy sinh ý định giết chết họ. Nhưng lão Bắc không biết rằng Đông Úc người đang bị hắn hành hạ thực ra là con ruột của hắn. Còn Min Hun mới chính là em trai ruột của Đông Chun. Khi trở về nhà, lão Bắc ra lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt gia đình Đông Chun. Trong lúc này, Đông Chun đã nhận lỗi thay cho em trai và bị mẹ trách mắng. Mẹ anh liên tục nhắc nhở nếu không kiên nhẫn thì sẽ gây ra chuyện lớn. Khi cánh còn chưa mọc đầy đủ, đặt mình vào tình huống nguy hiểm chỉ có con đường đi gặp tổ tiên thôi. Mẹ biết rằng họ phải rời khỏi nơi này ngay, nếu không lão Bắc chắc chắn sẽ hành động đối với hai người con trai. Vào giữa đêm, lão Bắc đã ra lệnh thiêu cháy ngôi nhà của Đông Chun. May mắn là trong tình huống mẹ của hai anh em suýt phải trả giá bằng mạng sống, cả gia đình đã thoát ra ngoài một cách ngoạn mục. Lúc này Đông Chun vẫn có thể kiềm chế lòng thù hận trong lòng mình, nhưng Đông Úc vẫn còn nhỏ không thể chôn vùi lòng thù hận nữa, đã mang theo một thùng xăng đổ về nhà lão Bắc để trả thù. Anh muốn thiêu chết kẻ đã giết chết cha mình, đánh đập mẹ mình và thiêu cháy nhà mình. Nhưng khi anh vừa kích hoạt bật lửa, Đông Chun đã kịp chạy đến và cố gắng ngăn chặn. Tuy nhiên Đông Chun đã đến muộn một bước, ngọn lửa dữ dội ngay lập tức lan rộng ra. Đông Chun muốn dập tắt đám cháy nhưng đã không thể. Anh chỉ có thể yêu cầu em trai nhanh chóng chạy trốn, và anh còn muốn cố gắng một lần nữa. Phát hiện có cháy, lão Bắc đã ra khỏi nhà và nhìn thấy Đông Chun đang chạy trốn. Em trai nhận ra mình đã gây ra một rắc rối lớn vì phút nông nổi và liên tục xin lỗi anh trai. Đông Chun không trách móc em trai một chút nào, bởi vì anh nhớ lại lời hứa với cha mình, hứa sẽ chăm sóc cho em trai. Anh quyết định chịu trách nhiệm cho vụ cháy và rời bỏ nơi này để kiếm tiền nuôi em học. Anh nhắc nhở em rằng trong những ngày không có anh, em cần phải học hành đàng hoàng để chuẩn bị cho việc trả thù sau này. Hai anh em với tình cảm sâu sắc ôm chặt nhau và khóc nức nở. Từ giờ em phải thay thế anh, biết chưa, phải bảo vệ mẹ và dì cùng với em gái, biết chưa. Vâng, Đông Chun đã lên tàu đêm cuối cùng đến thành phố. Nhìn anh trai dần xa, Đông Úc đầy nỗi tiếc nuối và khóc nức nở. Đông Úc xin nhờ em chăm sóc mẹ dì và em gái, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Đông Úc không muốn xa anh trai, em phải cố gắng học hành, anh yêu em hơn cả bầu trời. Trong cuộc đời này, người mà tôi yêu nhất chính là em, hãy trở về sớm nhé anh trai. Tuy nhiên ngay sau khi Đông Chun rời đi, lão Bắc đã dẫn theo cảnh sát đến ga tàu. Đông Chun trên chuyến tàu cũng đã nhìn thấy cảnh sát đang truy đuổi mình. Em trai đau khổ không biết phải chờ bao lâu nữa mới có thể gặp lại anh trai mình, người mà em coi như cha. Nhưng hai anh em đã đánh giá thấp sức mạnh của lão Bắc. Người giàu có và có quyền lực, lão Bắc đã gọi điện đòi dừng tàu lại. Đông Chun không thể trốn thoát kịp và đã bị cảnh sát bắt giữ. Khi đối diện với kẻ thù ghét bỏ của mình, anh không thể nén nổi sự căm hận trong lòng dành cho lão Bắc. Trước mặt cảnh sát, anh đã kể lại những gì mình đã chứng kiến về lão Bắc. Đông Chun đã lớn tiếng kể lại cảnh tượng cha mình bị giết. Tuy nhiên những cảnh sát xung quanh giống như bị nhét bông vào tai, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng điều này đã làm cho lão Bắc cảm thấy lo lắng. Nếu Đông Chun thực sự đã chứng kiến hành vi phạm tội của anh, rất có thể anh sẽ bị Đông Chun chỉ trích là kẻ giết người và sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra. Do đó anh đã hướng dẫn nhân viên của mình tìm mọi cách loại bỏ Đông Chun. Lão Bắc không muốn bị Đông Chun, một yếu tố không chắc chắn, cản trở anh trở thành kế thừa viên của tập đoàn Thái Tinh. Ngày hôm sau, mẹ Đông Chun đau khổ biết rằng không thể ở lại đây lâu dài nữa, đã quyết định cùng gia đình rời bỏ nơi này. Lúc chia tay, cháu gái của trưởng ga tàu là Han Ji đã đến để chia tay Đông Úc. Hai đứa trẻ ngây thơ đều có tình cảm đặc biệt với nhau và họ đã hứa sẽ không bao giờ quên nhau. Nhìn Đông Úc dần xa cách, Han Ji đã chạy theo anh suốt 10 dặm. Chỉ mới thấy Đông Úc ra đi, trong nỗi đau, Min Hun cũng đến để tiễn biệt người bạn thân sinh cùng năm. Khi đi qua mộ của cha, Đông Úc đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm. Người mẹ yêu cầu Đông Úc thề trước mộ cha rằng, trước khi thi đậu vào chức vụ công tố viên và trả thù cho cha, anh sẽ không bước chân lên mảnh đất này nữa. Min Hun đến trước ngôi nhà bị cháy rụi của Đông Úc và thấy con lợn béo lớn bị chết cháy trong đám cháy. Anh biết đó là tài sản duy nhất của gia đình Đông Úc. Bản tính tốt lành của Min Hun khiến anh không thể ngừng rơi nước mắt. Anh không thể tin rằng tất cả mọi chuyện này đều do cha mình, người mà anh luôn tự hào, gây ra. Nhưng mọi người đều nói như vậy, bao gồm cả Han Ji, người mà anh cũng yêu mến. Điều này khiến anh đau đớn và khó chấp nhận. Đông Chun đã bị xử là kẻ gây ra vụ cháy và bị giam vào tù. Nhưng lão Bắc đã mua chuộc giám thị tù. Lão Bắc muốn Đông Chun mãi mãi biến mất khỏi trái đất này khi anh ta ở trong tù. Ngay khi vừa vào tù, Đông Chun đã bị một nhóm tù nhân quyền lực đè xuống và đánh đập điên cuồng. Tuy nhiên dù bị đánh đập thế nào, Đông Chun luôn tỏ ra không chịu khuất phục. Không ngờ rằng thái độ bất khuất của Đông Chun lại được sự đánh giá cao từ choi tù nhân quyền lực. Người tù nhân này rất thông minh, anh ta hiểu rằng dù theo lệnh của giám thị tù và đánh chết Đông Chun, anh ta cũng không có lợi gì mà còn phải chịu trách nhiệm về một cái chết. Lúc này anh ta đang âm mưu một kế hoạch trốn tù và cần một người trẻ và can đảm như Đông Chun để trở thành con mồi. Tuy nhiên Đông Chun đã từ chối thẳng thừng vì anh muốn được cải tạo thành một tù nhân mẫu mực và sớm ra tù để chăm sóc mẹ mình. Nếu trốn tù, anh sẽ bước đi trên con đường trốn tránh và không quay trở lại. Cho đến ngày hôm đó, mẹ anh với trái tim đau đớn đã đến thăm anh. Người mẹ kiềm chế nỗi đau lòng và ngồi một bên không nói một lời. Cô luôn tưởng rằng Đông Chun là kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn và vẫn giận anh vì suốt 10 năm làm lụng vất vả. Cô hy vọng Đông Chun có thể thi đậu vào vị trí công tố viên để trả thù cho cái chết bi thảm của người cha. Tất cả hy vọng của người mẹ đều đặt lên Đông Chun. Nhưng giờ đây không chỉ hy vọng đã đổ vỡ mà con trai cô còn bị tống vào tù. Đông Chun cảm thấy xấu hổ vì biết mình đã làm mẹ thất vọng. Người mà anh phụ nhất cũng là mẹ mình, Đông Chun chỉ có thể quỳ xuống trước mẹ xin mẹ tha thứ.
nhưng mẹ đã rất thất vọng với Đông Chun. Em trai nhìn thấy lỗi của mình đã gây ra cho anh trai mình nhiều tổn thương như vậy, muốn nói ra sự thật nhưng lại bị Đông Chun ngăn lại. Khi rời đi, mẹ nói với Đông Chun rằng đây là lần cuối cùng cô đến thăm anh và họ sẽ gặp lại nhau vào ngày anh trở thành một con người mới. Mẹ ơi, dù ai nói gì con vẫn là con trai cả của mẹ. Lúc Đông Chun nhìn mẹ ra đi với đôi mắt đầy nước mắt, mẹ bỗng nhiên không cảm thấy tốt và ngất đi. Đông Chun thấy vậy liền hoảng loạn, em gái của anh lúc này khóc nức nở và chạy đến phía anh, kể cho anh biết mẹ bị đánh nhiều lần bởi người của lão Bắc, làm tổn thương đến thận và vì không có tiền điều trị nên đã kéo dài tình trạng đến bây giờ, khiến cho tình trạng thận trở nên rất nguy kịch. Hiện tại cách duy nhất là phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng điều đó cần một khoản tiền lớn, mẹ không muốn anh lo lắng nên đã yêu cầu chúng em không nói với anh. Nghe được sự thật này, Đông Chun không cầm lại được cảm xúc và khóc lớn. Chính vì lý do đó, Đông Chun đã tìm đến Choi, kẻ trùm trong tù, và quyết định cùng họ trốn khỏi nhà tù. Dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi phải bước vào cõi địa ngục, Đông Chun cũng sẵn sàng làm mọi cách để kiếm tiền và cứu mẹ. Với sự tham gia của Đông Chun, kế hoạch trốn tù mà Choi đã lên kế hoạch từ lâu đã được thực hiện vào tối đó. Một nhóm người đã trốn thoát mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Điều này càng làm cho Choi đánh giá cao sự dũng cảm của Đông Chun. Do đó, anh muốn giúp Đông Chun và đã giới thiệu anh cho ông trùm của mình Kim. Chính Kim đã thay đổi cuộc đời Đông Chun. Dưới nước biển lạnh buốt âm 100 độ có một kho báu, ai có thể lấy nó lên sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, nhưng việc lặn xuống có thể dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, vì tiền phẫu thuật của mẹ sau khi để lại lời di chúc, anh đã không chần chừ và nhảy xuống. Với hào quang của một nhân vật chính, Đông Chun đã dùng hết sức lực, tương tự như sức mạnh của 9 con bò và 2 con hổ để thành công kéo hàng lên. Nhờ vậy anh đã kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ. Anh đã lén lút tìm đến em trai mình, giao toàn bộ số tiền mình đã trả giá bằng mạng mình để kiếm được và nhắc nhở em trai phải cứu mẹ, không được nói với mẹ rằng anh đã đến và nhất định phải chăm sóc gia đình thay anh. Đông Chun không dám ở lại lâu, sợ mẹ sẽ thất vọng lần nữa khi biết anh đã trốn tù. Anh chỉ có thể chịu đựng nỗi đau không nhìn lại và rời đi với đôi mắt đầy đẫm lệ. Nhưng khi họ trở lại, họ phát hiện ra rằng Kim đã bị ám sát và nằm trong vũng máu. Khi họ đang hoang mang, tiếng còi của cảnh sát từ ngoài vang lên. Anh ngay lập tức nhận ra rằng có người đang cố tình đặt họ vào một cái bẫy để họ phải chịu trách nhiệm. Anh kéo Đông Chun chuẩn bị chạy trốn nhưng Kim vẫn còn một hơi thở. Lòng tốt của Đông Chun dù thế nào cũng muốn đưa Kim đến bệnh viện để cứu chữa. Như vậy Đông Chun đã cõng Kim, người chỉ còn một hơi thở, và chạy ảo ảo tới bệnh viện. Kim vì được đưa đến bệnh viện kịp thời mà đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Nhờ ơn cứu mạng này, Kim càng trân trọng Đông Chun hơn. Biết Đông Chun đang cần tiền, Kim đã sắp xếp cho anh làm phục vụ tại một sòng bạc. Ở đây không chỉ mức lương cao mà việc giúp khách lên giày còn có thêm tiền bo hậu hĩnh. Điều này đã khiến Đông Chun chứng kiến sự phô trương và tiêu tiền không tiếc tay. Điều này cũng đã thôi thúc tinh thần chiến đấu của Đông Chun. Anh thề rằng sẽ thành tạo một sự nghiệp lớn trong lúc Đông Chun chăm chỉ kiếm tiền để hỗ trợ em trai học hành. Em trai anh cũng không làm mọi người thất vọng khi trở thành một học sinh giỏi ở trường. Tuy nhiên, lời nói của em trai lúc này đã đâm thủng trái tim của Đông Chun. Đông Úc cho rằng tiền của anh trai không được kiếm một cách chính đáng và minh bạch, không còn chấp nhận những đồng tiền do anh trai kiếm được một cách dơ bẩn để thực hiện giấc mơ của mình. Anh nói rằng nếu mẹ biết chuyện này, mẹ cũng chắc chắn sẽ không sử dụng bất kỳ đồng tiền nào từ anh trai. Đông Úc nói rằng em thà không học nữa còn hơn. Đông Chun nói cậu bé đó là tiền sạch, đó là tiền anh đã đổ máu mồ hôi và kiếm được một cách chính đáng. Làm sao em có thể nói như vậy? Đông Úc còn nhỏ và hoàn toàn không thể hiểu được nỗi đau bất tận trong lòng anh trai mình. Anh lớn tiếng nói với em trai rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ dùng mọi sức lực để bảo vệ gia đình. Nói xong, Đông Chun đứng dậy và rời đi. Nhưng điều Đông Chun không ngờ tới là lão Bắc chưa từ bỏ quyết tâm tiêu diệt anh. Vì vậy anh đã mua chuộc một trong những tay sai của Choi tên là Độc Xà. Đối với Đông Chun đã bị phục kích, may mắn thay anh đã dốc sức trốn thoát. Độc Xà sau khi không thành công thì đã bắt giữ Đông Úc, em trai của Đông Chun, làm con tin để ép Đông Chun tự đưa mình vào bẫy. Nhưng Đông Chun cũng không ngu, anh biết rằng nếu tiếp tục tiến lên chỉ có con đường thương vong. Muốn cứu em trai thì phải bắt kẻ chủ mưu trước. Đông Chun yêu cầu Choi bắt lão Bắc để cứu em trai mình. Còn anh thì tiến đến gặp Độc Xà để trì hoãn thời gian. Nhìn thấy em trai mình có vết máu trên mặt và dao đặt ngay trên cổ, Đông Chun tức giận muốn xông lên và xé xác kẻ thù, nhưng với em trai mình trong tay kẻ địch, Đông Chun chỉ có thể quỳ xuống hy vọng đổi lấy mạng sống của mình để cứu em trai. Chính lúc này Choi đã thành công trong việc bắt lão Bắc. Độc Xà thấy ông chủ của mình đã trở thành con tin đành buông tha Đông Úc. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của em trai, Đông Chun không kìm lại được nước mắt. Tiếp theo anh ta nhờ Choi đưa em trai về nhà trước, và sau đó Đông Chun đầy giận dữ muốn giải quyết một mối hận với lão Bắc. Không ngờ lúc này cảnh sát đã đến nơi và Đông Chun lại bị bắt. Nhưng khi Đông Chun tỉnh lại, anh phát hiện mình đang trên biển. Hóa ra Kim muốn trả ơn Đông Chun đã cứu mạng anh ta, đã giúp anh thoát ra và dự định đưa anh đến nước ngoài phát triển. Nghe vậy Đông Chun lập tức không đồng ý, nếu anh ra đi thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ và em trai. Anh không thể chỉ cứ như vậy mà rời bỏ. Nói xong anh nhảy xuống biển. Cùng lúc đó người mẹ nhìn thấy Đông Úc toàn thân bị thương cảm thấy rất tức giận. Cô đã hoàn toàn thất vọng với Đông Chun, anh không chỉ trốn tù mà còn tham gia vào băng đảng và còn làm cho em trai trở nên thảm hại như hiện tại. Cô quyết định từ giờ về sau mình chỉ còn một mình Đông Úc làm con trai. Dù Đông Chun quay về nhận gia đình, bà cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta là con trai của mình nữa. Nhưng nói rồi bà lại không kiềm chế được mà bật khóc. Mặt khác Kim đã rất khó khăn mới cứu Đông Chun từ dưới biển lên. Đông Chun quỳ trên mặt đất liên tục xin Kim đưa anh về. Lá phổi của Kim cảm thấy như muốn nổ tung. Tại sao lại gặp một tên ngốc như thế?
Anh ta nói với Đông Chun rằng lão Park giờ đây đã nhắm vào anh. Nếu anh không rời đi, không chỉ anh mà cả gia đình anh cũng sẽ chịu hậu quả. Lúc này khi anh không có khả năng gì, việc tốt nhất anh nên làm là rời khỏi và trở nên mạnh mẽ. Nhưng khi vừa đến Ma Cao vào ngày đầu tiên, Kim đã bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc. Đông Chun muốn cứu nhưng dù anh đã dốc sức mình cũng không thể đuổi kịp chiếc xe ô tô bốn bánh. Như vậy ở một đất nước xa lạ mà không có tiền bạc, Đông Chun cảm thấy rất bất lực. Một năm trôi qua nhanh chóng. Đông Chun dựa vào ý chí kiên cường và sự can đảm của mình đã thành công trong việc vững chắc đứng vững ở một thành phố xa lạ, ở nơi mỗi centimet đất đều quý như vàng. Anh sẽ tạo dựng tương lai như thế nào? Một người phụ nữ tiến lên và bắt đầu cắn vào người đàn ông, tình hình suýt nữa mất kiểm soát. Khi ấy một người làm vệ sinh đang đẩy xe rác tiến tới họ. Người làm vệ sinh không chú ý, không tránh kịp và trực tiếp làm đổ một thùng rác lớn trước mặt người phụ nữ. Cậu đang làm gì vậy? Biết bộ quần áo này của tôi giá bao nhiêu không? Người phụ nữ tức giận mắng chửi người làm vệ sinh xin lỗi và cố gắng lau sạch vết bẩn trên người cô. Nhưng hành động này lại làm cô càng tức giận hơn và tát anh ta, sau đó cô tức giận rời đi. Nhưng sau khi người phụ nữ đi, người đàn ông không trách cứ mà lại tiến lên và cảm ơn người làm vệ sinh. Anh giúp tôi loại bỏ cô gái đó, người đàn ông nói, làm cho người làm vệ sinh cảm thấy rất bối rối. Cảnh tượng này được một tiểu thư giàu có tên là Jae quan sát từ một lầu cao ở xa. Jae hay bị cuốn hút bởi vẻ ngoại hình điển trai của người làm vệ sinh này. Và người làm vệ sinh chính là Đông Chun, người đã đến Ma Cao phát triển 10 năm trước. Trong 10 năm qua anh đã làm mọi công việc khó nhọc và dơ bẩn chỉ để kiếm thêm một ít tiền gửi về nhà giúp em trai và em gái học hành. Em trai Đông Úc cũng đã không phụ lòng mọi người, thành công đậu vào trường luật Seoul. Nhìn vào bức ảnh của em trai giỏi cô Giang và mẹ trên tờ báo, Đông Chun không kiềm chế được nước mắt. Tất cả những gì anh đã trải qua suốt những năm qua, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá. Anh háo hức lái xe máy đi khắp các con phố, nhớ lại lời hứa với cha và những điều anh đã trải qua với em trai mình. Trái tim anh tràn đầy xúc động, cuối cùng anh cũng không làm thất vọng kỳ vọng của cha, đã thành công trong việc nuôi dưỡng em trai trở thành một người tài năng. Anh đến bên bờ biển, hướng về phía nhà và gọi tên người thân của mình to tiếng để bày tỏ nỗi nhớ của mình. Nhưng Đông Chun chưa bao giờ nghĩ rằng ở phía bên kia, những người thân của anh trong suốt 10 năm qua không có một tin tức gì về anh. Họ đều nghĩ rằng anh đã rời khỏi thế giới này. Hóa ra những lá thư và tiền mà Đông Chun gửi về nhà suốt 10 năm qua không hề đến tay mẹ anh, mà đã được gửi đến tay linh mục ở nhà thờ. Do linh mục đi du học ở nước ngoài, cho đến khi trở về anh mới phát hiện ra những bức thư mà Đông Chun đã gửi về. Lúc này linh mục mới đưa tất cả các bức thư và tiền bạc đến trước mặt mẹ Đông Chun, mọi người mới biết rằng Đông Chun vẫn còn sống. Điều này khiến cho em trai Đông Úc rất phấn khích. Dù mẹ vẫn nói về Đông Chun như là một đứa con không hiếu thảo, coi như không còn đứa con đó nữa, nhưng dòng nước mắt đau lòng trong mắt bà đã cho thấy sự nhớ nhung đối với Đông Chun trong những năm qua. Suốt thời gian này bà luôn trong những giây phút yên tĩnh của đêm khuya rơi lệ nhớ về Đông Chun. Bây giờ cuối cùng cũng biết Đông Chun vẫn còn sống, đó là sự an ủi lớn nhất dành cho bà. Bên phía Đông Chun, anh càng làm việc chăm chỉ hơn. Một ngày kia anh thấy hai tên nhóc lên trên tàu mặc đẹp và lộng lẫy, giả vờ lén lút vì trước đó anh đã tình cờ nghe thấy hai người họ đang lên kế hoạch đánh bom nhà hàng phương Tây trên tàu. Biết rằng mọi chuyện sắp xảy ra, anh vội vàng cầm lên một bình ga ở bên và chạy vào nhà hàng muốn cứu chủ nhà hàng. Và người chủ nhà hàng này chính là Mike, người mà Đông Chun gặp vào buổi sáng. Người đã bị một người phụ nữ hôn mạnh và lúc này Mike đang bị hai tên nhóc này đe dọa, buộc anh phải ký một hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng. Mike để bảo vệ Jae đã phải đồng ý. Vào lúc quan trọng này Đông Chun mang theo bình ga đến. Anh ta nhanh chóng nhận ra Mike đang bị giữ làm con tin giữa biển người. Anh ta giả vờ là một đầu bếp đến đòi tiền lương, sau đó nhanh chóng nhảy lên bàn ăn và đẩy Mike xuống đất. Anh nói thầm với Mike về vai diễn của mình, đẩy họ về phía cửa ra. Lúc này hai tên nhóc nhận ra mánh khóe của Đông Chun, rút súng ra và đe dọa anh phải trả lại con tin. Nhưng Đông Chun lại rất bình tĩnh mở van bình ra và rút ra bật lửa, cảnh báo họ nếu không muốn chết thì hãy rời đi nhanh chóng. Sự can đảm không sợ chết của Đông Chun đã làm cho hai tên nhóc sợ hãi. Tiếng còi cảnh sát cũng vang lên, ngay sau đó hai tên nhóc chỉ biết bỏ chạy thôi. Đông Chun mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy đã muốn rời đi như vậy. Nhưng Mike lại không đánh giá cao những gì Đông Chun đã làm, trách móc rằng nếu bình ga vừa rồi thực sự phát nổ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đông Chun vô tư kích hoạt bật lửa và đặt nó gần bình ga mà không có gì xảy ra. Hóa ra bình ga chỉ là một bình trống. Hành động của Đông Chun đã khiến Jae ở một bên cười sảng khoái và sự quan tâm của cô đối với anh ngày càng tăng. Vào buổi chiều Đông Chun nhận một hợp đồng lớn để giao hàng cho du thuyền, nhưng anh không ngờ sẽ gặp lại Mike. Cuộc gặp này hóa ra là do Jae cố ý sắp đặt cô muốn đi trên chiếc thuyền của Đông Chun, và Mike đã dùng một hộp thức ăn còn dư làm tiền công để Đông Chun đồng ý. Và như vậy Jae đã thành công tiếp cận Đông Chun cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Jae nhìn Đông Chun từ từ nhâm nhi và thưởng thức món cơm còn lại. Cái nhìn của cô khiến Đông Chun cảm thấy lạ lùng, và cô đã trực tiếp đặt cho anh một biệt danh oai oái gọi là chú ăn mày. Đông Chun không để bụng, ngược lại anh đã là mắng Jae rằng cô còn trẻ mà sao lại làm cô gái phục vụ trong các quán rượu. Điều này làm cho Jae, một tiểu thư của gia đình giàu có, tức giận đến mức tới một bát nước vào mặt anh. Jae cảm thấy muốn đi vệ sinh, vậy nên cô đã đến nhà của Đông Chun, nhưng không ngờ rằng mùi vị trong phòng vệ sinh lại khó chịu đến mức đó. Cùng với sự xuất hiện của con dế, cô nhanh chóng rời đi với vẻ khó chịu và nhìn quanh môi trường sống của Đông Chun trên đường. Không thể tưởng tượng nơi như vậy thực sự có người ở. May mắn thay, Jae cũng là một cô gái dễ tính, cô đã ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ với Đông Chun. Đông Chun chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh. Sau đó Đông Chun lái xe máy nhỏ đưa Jae đi dạo.
Jae, một cô gái chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống như thế này, một lần nữa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của Dong Chun. Sau khi đã đưa Jae đến điểm đến của mình, cô nhìn Dong Chun với ánh mắt đầy sao lấp lánh. Sau đó cô đã tiến lại và hôn anh. Tôi không ăn thịt anh đâu, có lẽ cô không tin nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Jae, tiểu thư của gia đình giàu có đã yêu phải một chàng trai nghèo rớt. Cô nhìn chiếc quần lót rách như lưới cá được treo lên phơi và cầm lên với sự ngạc nhiên. Trời ạ, chiếc quần lót này đã được mặc bao nhiêu năm rồi? Nó rách tơi tả giống như một lưới đánh cá vậy. Jae nói rằng nếu Dong Chun nắm bắt được cô một con phượng hoàng, anh sẽ không còn phải lo lắng về việc ăn uống nữa. Nếu anh bắt được tôi, anh có thể trực tiếp mặc chiếc quần lót bằng vàng nặng vài cân được đính kim cương. Tuy nhiên Dong Chun không bị ảnh hưởng và cho biết anh vẫn thích chiếc quần lót của mình giống như lưới đánh cá, vì nó thông thoáng và mát mẻ hơn. Dong Chun không biết rằng cô gái trước mắt anh, Jae, không chỉ là tiểu thư của một gia đình giàu có, mà còn là con gái của một chùm sòng bạc và là chủ tịch. Lúc này họ không biết rằng có hai tên đang theo dõi và chụp hình họ từ xa. Mike cũng dần trở nên thân thiết với Dong Chun và phát hiện ra anh rất phù hợp để làm việc ở sòng bạc, nên đã mời anh đến ngay khi Dong Chun nghĩ rằng sự nghiệp của mình cuối cùng đã đi vào con đường đúng đắn. Bức ảnh của anh và Jae lại được đặt trước mặt kẻ thù của anh. Lão Park, ông ta nhanh chóng nhận ra Dong Chun, người đã biến mất suốt 10 năm và giờ đang trốn ở Macau. Ban đầu lão Park không thể đạt được một thỏa thuận kinh doanh với chủ tịch, nên ông đã dự định tấn công con gái của ông ta. Lúc này việc phát hiện ra Dong Chun lại ở cùng con gái của chủ tịch khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Thư ký bên cạnh gợi ý rằng đây là cơ hội tốt để giải quyết cả hai mục tiêu cùng một lúc. Sau khi tan làm, Dong Chun trở về nhà và phát hiện ra người bạn làng sống chung với anh đang nằm trong vũng máu. Khi anh đang kiểm tra tình hình, anh bị tấn công từ phía sau và bị làm cho mất ý thức. Khi anh tỉnh lại, anh thấy vợ của người bạn người đang mang thai đã bị bắt cóc. Kẻ đã bắt cóc không lãng phí thời gian nói với Dong Chun rằng nếu anh muốn cứu cô ấy, anh phải bắt cóc Jae trong khoảng thời gian được chỉ định và đưa cô ấy đến để đổi lấy. Nếu không, anh sẽ phải chuẩn bị tang lễ cho người phụ nữ. Dong Chun không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Sau đó anh bị ép buộc đưa đến sân đua ngựa nơi anh cần thực hiện kế hoạch bắt cóc Jae. Jae thấy Dong Chun xuất hiện bên cạnh mình và cảm thấy rất phấn khích, tưởng rằng anh đã thay đổi ý định và muốn theo đuổi mình. Dong Chun không muốn làm tổn thương Jae. Dong Chun đã trình bày sự thật với Jae về việc anh đến để bắt cóc cô. Điều ngạc nhiên là Jae không chỉ không cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy thú vị. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình quá chán chường đến mức điên đảo. Tuy nhiên xung quanh Jae luôn có vệ sĩ bảo vệ. Jae tưởng rằng Dong Chun đang đùa với cô và vì muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, cô đã tự mình nảy ra tưởng để trốn thoát khỏi vệ sĩ và để Dong Chun bắt cóc cô. Jae đến một nhà hàng và trước khi vệ sĩ theo kịp, cô đã chạy vào bếp và thoát ra từ cửa sau. Sau đó lên chiếc xe máy mà Dong Chun đã chuẩn bị từ trước và rời đi với niềm vui sướng. Tuy nhiên khi đến nơi đã định, Jae nhận ra sự thật rằng Dong Chun thực sự đã bắt cóc mình. Cô giận dữ và đã đá anh một cú. Trong quá trình bị chuyển đi, Jae tỏ ra tức giận và đặt câu hỏi cho Dong Chun. Ngươi là kẻ bần đạo khốn khiếp lựa lý do từ lúc đầu ngươi tiếp cận tôi, có phải chỉ vì mục đích này? Không một người đàn ông như ngươi sống một cách đê tiện như vậy, tốt hơn hết hãy rút dao đâm mình đi. Không có can đảm để chết sao? Kẻ tiểu nhân đê tiện của ngươi. Jae bị giam giữ trong một biệt thự. Xung quanh có người cầm súng đứng canh nghiêm ngặt. Dong Chun vì muốn cứu vợ của người bạn, nên chỉ có thể chịu đựng sự trách móc từ Jae. Tính khí của cô tiểu thư Jae khiến cho những người gác có sự không hài lòng. Khi thấy vậy, Dong Chun lập tức tiến lên để bảo vệ Jae. Jae trong sự chán chường nhảy điệu múa trong sân chơi trên bãi cỏ. Và Dong Chun cũng tham gia vào, anh ta nhảy xung quanh Jae. Và trong lúc đó khi người gác không chú ý, Dong Chun đưa cho Jae một chìa khóa thuyền. Dong Chun không muốn Jae chết ở đây. Dong Chun cố gắng kéo sự chú ý của kẻ cầm đầu bọn bắt cóc để tạo cơ hội cho Jae trốn thoát. Với sức mạnh của tình yêu, Jae dốc sức nhảy qua hàng rào hướng về chiếc tàu cao tốc ở bờ biển. Cô nghĩ rằng hy vọng đã nằm ngay trước mắt, nhưng khi đang chạy cô không chú ý và bị vướng vào một lưới cá bỏ đi trên đường, bị chân mình mắc kẹt và không thể giải thoát. Trong lúc đó kẻ cầm đầu bọn bắt cóc muốn Dong Chun phải tự mình giết chết Jae. Dong Chun lập tức hiểu rằng kẻ cầm đầu muốn đổ lỗi cho anh và biến anh thành kẻ sát nhân. Anh cố gắng tìm cách trì hoãn thời gian bằng cách nói chuyện, nhưng cuối cùng việc Jae cố gắng trốn thoát vẫn bị phát hiện. Lão đại ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng giết Jae. Dong Chun nhanh chóng lao tới và đẩy người đàn ông đang chuẩn bị bắn ra khỏi cửa sổ tầng trên. Tuy nhiên thêm nhiều thuộc hạ khác nhận lệnh bắt đầu bắn liên hồi về phía Jae đang bị mắc kẹt. Dong Chun không quan tâm đến nỗi đau trên người mình, nhanh chóng đứng dậy và đánh bại tất cả những kẻ đe dọa tính mạng của Jae. Thấy có người đã chạy đến bến tàu và sắp bắt được Jae, Dong Chun lao lên để cản trở họ, nhưng cuối cùng một mình anh khó lòng đối phó với nhiều người. May mắn thay, vào lúc đó Jae cuối cùng đã giải thoát được chân mình khỏi lưới và lấy lại khả năng gì. Chuyển cô nhanh chóng lấy bình dập lửa bên cạnh và tấn công những kẻ đang đuổi theo. Tuy nhiên khi Jae cuối cùng chạy tới chiếc tàu cao tốc, cô lại hoang mang không biết cắm chìa khóa ở đâu để khởi động. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm đúng chỗ. Tuy nhiên vào lúc đó lão đại dẫn theo nhiều thuộc hạ với vẻ mặt tàn nhẫn và đầy ác ý đã tiến tới. Tình hình rất nguy kịch, lão đại không ngừng bắn về phía Jae. Thấy vậy Dong Chun không quan tâm đến mạng sống của mình, đứng dậy để bảo vệ Jae và chịu đựng cú đòn chết người. Jae nhìn thấy và rất lo lắng, may mắn thay lão đại ra hết đạn. Jae nắm lấy cơ hội lái chiếc tàu cao tốc ra xa, nhưng cô không thể bỏ mặc Dong Chun để chạy trốn. Vì vậy cô lái tàu trở lại và chờ Dong Chun. Lúc này Dong Chun đã trở thành con mồi dễ bắt, bị lão đại và băng đảng của anh ta khống chế. Khi lão đã tức giận chuẩn bị giết Dong Chun, anh ta bị bắn vào chân và ngã xuống.
Tiếp theo tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, hóa ra Mike dẫn theo cảnh sát đến kịp thời. Cuối cùng mọi thứ đã an toàn sau những tình huống đầy kịch tính và hồi hộp. Jae vội vàng lên bờ và ôm chặt Dong Chun người bị thương vào lòng. Lần này việc Dong Chun chịu đựng viên đạn vì cô đã khiến trái tim cô hoàn toàn thuộc về anh. Người đàn ông ăn xin này tại bệnh viện gia đình của bạn anh đã an toàn và đã thành công trong việc sinh ra một cậu bé mũm mĩm và khỏe mạnh. Người phụ nữ đã đưa cho Dong Chun một tờ báo nói rằng khi cô bị bắt, cô đã nghe trộm và người đàn ông trên tờ báo chính là người đã chỉ đạo mọi thứ từ phía sau. Dong Chun nhìn thấy và nhận ra đó chính là lão Park, người mà anh có mối thù sâu sắc. Anh không nghĩ rằng lão Park cũng đã đến Ma Cao và phát hiện ra anh. Đúng lúc này, với thù hận mới này, anh quyết định sẽ tìm lão Park để giải quyết mọi chuyện. Rất nhanh chóng, Dong Chun đã tìm ra thông tin rằng lão Park sẽ tham gia một bữa tiệc sinh nhật vào tối nay. Khi anh đang chuẩn bị cho kế hoạch trả thù vào tối, Jae đã tìm đến anh. Cha của Jae muốn gặp Dong Chun để bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã cứu mạng con gái mình. Khi Dong Chun gặp cha của Jae, anh mới biết được bối cảnh gia đình của cô ấy quả thật rất lớn. Nếu có được Jae một con phượng hoàng, anh sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, dù chủ tịch đánh giá cao khả năng của Dong Chun, nhưng lại không thể chấp nhận anh chàng nghèo khổ này làm con rể. Ông sẽ giúp Dong Chun phát triển sự nghiệp, miễn là Dong Chun hứa sẽ không đánh cắp trái tim con gái ông. Nhưng Dong Chun lúc này không hề có bất kỳ dã tâm nào. Anh tin rằng mỗi người nên sống theo trái tim và lương tâm của mình. Nếu phải che giấu tình cảm chân thật của bản thân, anh sẵn lòng từ bỏ cơ hội hiện tại. Lời nói này khiến Jae, người đang lén lút nghe từ phía sau, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô sợ rằng Dong Chun sẽ đồng ý với điều kiện của cha mình vì danh lợi. Sau đó Dong Chun cũng thẳng thắn với chủ tịch rằng ông chỉ là coi thường anh chàng nghèo này mà thôi, không muốn tiếp xúc nhiều với Jae nữa. Dong Chun nói với cô rằng anh hy vọng họ sẽ không gặp lại nhau trong tương lai. Dong Chun quyết định rời đi, làm trái tim Jae như bị hàng ngàn tên đâm qua, đau đớn không tàn nổi. Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó đã làm thay đổi quan điểm sống mà Dong Chun luôn kiên định. Dong Chun đã thu thập một băng đảng xe máy lớn. Anh ta muốn khiến lão Park trả giá một số xe máy và chiếc xe mà lão Park đang đi, bắt đầu một cuộc rượt đuổi sinh tử. Dong Chun thực hiện một động tác nhảy lên đẹp mắt, trực tiếp phá vỡ kính của chiếc xe. Lão Park không còn đường lùi, buộc phải xuống xe và bỏ chạy. Đám người đã đuổi ông ta vào một con đường cùng, lão Park bị hai người giữ chặt và bị đá mạnh. Ngay lập tức khuôn mặt ông ta đầy máu. Dong Chun nhặt lên một cây gậy liên tục đánh vào lão Park. Nhưng khi anh sắp sửa đâm lão Park bằng cây gậy, anh đã tự kiềm chế mình. Bản chất tốt lành trong trái tim anh không cho phép anh giết lão Park. Nếu làm như vậy thì anh và lão Park còn có gì khác biệt? Và chính trong khoảnh khắc anh đang do dự, tiếng còi xe của cảnh sát vang lên. Dong Chun leo lên chiếc xe máy và chuẩn bị đi, nhưng một chiếc xe tải lớn lao thẳng vào anh. Họ đâm anh rơi xuống biển, không biết số phận của anh ra sao. May mắn thay, Dong Chun đã sống sót. Từ báo chí, anh biết về tin tức cuộc chiến giữa em trai anh và lão Park ở nước nhà. Qua điện thoại từ miệng em trai, Dong Chun biết gia đình họ đã bị lão Park và con trai ông ấy hành hạ đến thảm khốc. Em trai anh đau khổ không biết phải làm sao tiếp theo. Trái tim Dong Chun đau đớn và anh cảm thấy sự thú ghét đối với gia đình lão Park tăng lên hơn nữa. Anh yêu cầu em trai của mình phải giữ tinh thần vững vàng, anh sẽ sớm trở lại. Vì vậy, để trở nên mạnh mẽ hơn, Dong Chun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của chủ tịch, không chiếm lấy trái tim của Jae với mong muốn được sự hỗ trợ từ ông. Điều này khiến Jae một lần nữa đau lòng không tả được. Người đàn ông này ban đầu nên sống trong một gia đình nghèo khổ, nhưng vì sự trả thù của một người phụ nữ, ngay từ ngày anh ấy sinh ra, anh ấy đã được đổi chỗ với một đứa trẻ trong gia đình tài phiệt. Và từ đó anh lớn lên trong tình cảnh giàu có, không lo nghĩ gì về cuộc sống. Còn người thừa kế thực sự của gia đình tài phiệt lại phải sống một cuộc sống đầy khổ cực và khốn khổ. Sự mâu thuẫn của số phận khiến hai người có vận mệnh bị đổi chỗ này. Định mệnh sẽ gây ra một cuộc chiến khốc liệt. Min Hun cùng một nhóm người xông vào nhà của Đông Úc. Bởi vì khu vực này đã được chính phủ quy hoạch làm khu phát triển do tập đoàn Thái Tinh phụ trách xây dựng, Min Hun đến đây ép buộc tất cả cư dân gốc bản địa phải sớm rời đi. Nhưng số tiền bồi thường cho việc tái định cư quá ít, khiến cho những cư dân ở đây không thể chấp nhận. Min Hun mặt không nhận ra và đã xúc phạm Mi Sun trong lời nói của mình, khiến Mi Sun tức giận đến mức đổ một xô nước lạnh vào người Min Hun. Mi Hun tức giận ra lệnh cho thuộc hạ phá hoại nhà của Mi Sun. Nhưng điều Min Hun không biết là Mi Sun mà anh lăng mạ và bắt nạt chính là mẹ đẻ của mình. Dưới ảnh hưởng của lão Park, Min Hun cũng trở thành một doanh nhân bạo lực và tàn nhẫn. Anh dẫn đội năm xây dựng đến và muốn phá bỏ toàn bộ làng mạc. Mi Sun quyết tâm không chịu khuất phục và nằm trước máy xúc để phản đối. Chính trong lúc cuộc sống của Mi Sun đang treo trên sợi tóc, Đông Úc và bạn học cùng một lượng lớn dân làng đã đến kịp lúc để ngăn chặn một bi kịch. Tuy nhiên, đáng tiếc là một đứa trẻ vừa bị một bức tường sụp đổ trong đống đổ nát và đã không qua khỏi sau những nỗ lực cứu chữa. Điều này khiến Đông Úc, người đang theo học luật, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và tự trách mình vì không có khả năng bảo vệ họ. Tuy nhiên, Min Hun lại căm ghét Đông Úc đến tận xương, bởi vì người mà anh yêu thương sâu đậm, Han Ji, lại luôn yêu Đông Úc. Để có được Han Ji, Min Hun không từ thủ đoạn nào, đã cố tình bắt giữ Han Ji và tra tấn dã man vu oan Đông Úc là phần tử phản động. Do đó Đông Úc cũng bị bắt và còn bị cố tình giam giữ chung với Han Ji. Mục đích chỉ là để Đông Úc biết rằng người phụ nữ anh yêu nhất đã phản bội anh. Sau khi thực hiện xong mọi việc, Min Hun đã phóng thích Han Ji. Chỉ lúc đó Han Ji mới nhận ra rằng tất cả những âm mưu đen tối đều do Min Hun đứng đằng sau. Cô ta đối mặt với tình yêu của Min Hun mà quyết tâm chớt cả chớt mất, trốn vào nhà vệ sinh và cắt cổ tay trong bồn tắm. May mắn là Min Hun đã kịp phát hiện và ngăn chặn một bi kịch. Nhưng Dong Chun, dưới sự sắp đặt của Min Hun, đã bị giam giữ trong một ngục tối không có ánh sáng mặt trời, bị tra tấn dã man.
Lão Bắc thậm chí muốn Đông Úc chết ngay trong ngục tối đó, nhưng ông không biết rằng Đông Úc chính là con trai ruột của mình. Khi Đông Úc đang đối diện với nguy cơ sắp đi gặp các cụ, anh trai Đông Chun cùng với chủ tịch và con gái của ông đã trở về nước trên máy bay. Đông Chun đã đọc trên báo về việc em trai mình mất tích và cảm thấy rất lo lắng. Và tin tức về việc Đông Chun trở về đã làm Lão Bắc rất sốc. Không hiểu làm sao một người đã chết lại không chỉ còn sống, mà còn kết hợp với kẻ thù không đội trời chung của mình. Một người có quyền lực lớn như chủ tịch ông ta nhanh chóng ra lệnh để chuẩn bị trước. Cần phải ngăn chặn rắc rối từ Đông Chun ngay từ trong nôi. Đông Chun vì muốn mạnh mẽ hơn đã từ bỏ tình cảm với Jae, chọn làm thuộc hạ cho chủ tịch khiến Jae coi thường Đông Chun. Cô coi Đông Chun như một con chó săn của cha mình. Người ta thường nói càng tổn thương sâu sắc thì tình yêu càng sâu đậm. Jae chỉ có thể tìm kiếm một chút an ủi cho trái tim bị tổn thương của mình qua việc liên tục trách móc Đông Chun. Khi trở về, Đông Chun ngay lập tức liên hệ với mẹ và biết em trai mình đã bị cảnh sát giam giữ trong một ngục tù tựa như địa ngục. Bây giờ Đông Chun chỉ có thể cầu xin chủ tịch giúp đỡ để cứu em trai ra. Điều này với Đông Chun là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng đối với chủ tịch chỉ cần mở miệng là có thể thực hiện. Chủ tịch đã đồng ý một cách dễ dàng, bởi sau khi tìm hiểu ông đã biết đó là mưu mô của Lão Bắc phía sau lưng. Chủ tịch nói không biết là ngẫu nhiên hay là định mệnh, kẻ thù của chúng ta lại là cùng một người. Hứa hẹn tối nay sẽ để Đông Chun gặp em trai của mình. Ban ngày Đông Chun đã thực hiện công việc đầu tiên cho chủ tịch sau khi trở về nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh gặp đồng học của Đông Úc là So Min, nhưng Đông Chun lại không biết danh tính của So Min. Lúc này So Min cũng đang tìm cách giải cứu Đông Úc. So Min là con gái thứ hai của chủ tịch Min Hun trong tờ báo Đại Hàn. Cô tìm đến cha mình để xin giúp đỡ, nhưng cha cô lại nói với cô rằng Đông Úc đã có người giúp đỡ. Đông Chun sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trên đường trở về lại gặp So Min cũng đang trở về. Như vậy qua vài lần gặp gỡ, hai người bắt đầu biết đến nhau. Đến tối, Đông Chun đứng trong cảnh trường buồn bã chờ đợi sự xuất hiện của em trai. Lúc này một chiếc xe từ xa lao tới, sau đó dừng lại và ném một người xuống. Chiếc xe vừa ném người xuống thì lập tức rời đi. Đông Chun một mặt tiến lại gần một cách cẩn trọng, một mặt gọi tên em trai. Mặc dù đã 10 năm chưa gặp, nhưng Đông Úc nhanh chóng nhận ra từ giọng nói rằng đó chính là anh. Trai mình, hai anh em cuối cùng cũng gặp lại nhau dưới bầu trời tối đen. Người nhìn thấy con trai mình sau 10 năm và nước mắt tuôn rơi như mưa. Không có lời nào có thể diễn tả nỗi nhớ thương của mẹ và con trong suốt 10 năm. Lúc này họ chỉ có thể ôm chặt nhau và khóc nức nở. Nhưng khi trở về nhà, mẹ lại quay mặt muốn đuổi con trai ra khỏi nhà. Thấy con trai trở về bình an, Misun cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng cô không bao giờ muốn tha thứ cho Đông Chun, vì hành động trước kia của anh là trốn tù và gia nhập băng đảng. Bây giờ Đông Chun thậm chí còn là một gã tay chân trong sòng bạc. Điều này làm Misun cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong trái tim Misun, sự căm ghét với Lão Bắc vì đã gây ra cái chết cho chồng mình. Lòng căm ghét trong Misun ngày càng sâu đậm. Bây giờ thấy Đông Úc đã thi đỗ vào trường luật lớn và có thể trở thành một công tố viên để trả thù cho Lão Bắc, Misun không muốn bản thân thấp kém của Đông Chun ngày nay ảnh hưởng đến tương lai của Đông Úc. Cô thậm chí cảm thấy khinh miệt mỗi đồng tiền mà Đông Chun kiếm được, cho rằng chúng đều bẩn thỉu. Cô yêu cầu Đông Chun người mới trở về nhà rời bỏ ngôi nhà của mình và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và em trai mình nữa. Đông Chun chịu đựng nỗi đau rời đi những năm tháng cay đắng và nỗ lực chỉ có anh mới hiểu rõ. Mỗi đồng tiền anh gửi về nhà đều là tiền mà anh phải lao động cật lực từ sáng tối. Chính vì Misun đặt tất cả hy vọng trả thù vào Đông Úc, cô đã loại bỏ mọi rào cản ảnh hưởng đến tương lai của anh, khiến Đông Úc mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất và đau đớn không muốn sống. Trước đó Han Ji đã bị Mi-hun hấp diêm, dẫn đến việc cô hiện tại mang thai con của anh. Misun quả quyết không cho phép Đông Úc tiếp tục tiếp xúc với Han Ji, để Đông Úc không còn nghĩ đến Han Ji và làm hỏng học vấn hiện tại của mình. Misun không màng đến tình cảm mà buộc Han Ji cùng với đứa bé trong bụng phải cưới Min-hun ngay, không được làm hỏng tương lai của Đông Úc. Lời nói này không khác nào đang sát muối mạnh vào vết thương của Han Ji. Vì tương lai của con trai và quyết tâm trả thù, trong lòng Misun cảm thấy mình phải làm như vậy. Đông Úc là hy vọng duy nhất của cô hiện tại. Cuối cùng Han Ji vẫn đã đưa ra quyết định đau lòng của mình, cô có thể từ bỏ mọi thứ kể cả cuộc đời mình. Nhưng duy nhất cô không thể từ bỏ là đứa trẻ vô tội trong bụng mình. Vì chính cô từ khi sinh ra đã không biết cha mình là ai. Vì con mình, Han Ji đành lòng đau đớn đồng ý lời cầu hôn của Min Hun. Trước ngày cưới, Han Ji đã đến đơn vị quân đội để tiễn biệt Đông Úc. Hai người yêu nhau sâu đậm nhưng không thể ở bên nhau, khiến họ cảm thấy đau đớn không tận. Đông Úc vì tình yêu đã hứa rằng dù đứa bé trong bụng Han Ji là con của ai, anh cũng sẽ chấp nhận cô. Nghe lời này, Han Ji cảm thấy mãn nguyện, nhưng cô không hề có ý định làm như vậy. Han Ji đã không tiết lộ cho Đông Úc những gì mẹ anh nói với mình. Cuối cùng cô chỉ mong Đông Úc chúc phúc cho mình và sau đó cất giấu trái tim yêu Đông Úc vào sâu trong lòng, rời đi trong vô vàn đau đớn. Đông Úc nhìn Han Ji dần xa, lòng đau đớn không kìm lại được tự trách mình không bảo vệ người mình yêu. Nhưng vào ngày cưới của Han Ji và Min Hun, Đông Úc vẫn đến dự lễ. Khi hai đôi mắt gặp nhau, hai người đột nhiên rơi lệ. Đây là hình ảnh làm Đông Úc đau đớn biết bao. Rõ ràng họ yêu nhau sâu đậm nhưng bây giờ lại phải chứng kiến người mình yêu sâu đậm kết hôn với người khác. 3 năm trôi qua, nhanh chóng tình cảm của Jae dành cho Đông Chun càng ngày càng sâu đậm. Trong một buổi tiệc nhảy, Jae không thể kiềm chế được và một lần nữa tỏ tình với Đông Chun, bày tỏ rằng cô sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anh. Nhưng Đông Chun biết rằng với cuộc sống hỏng của mình hiện tại, anh chỉ sẽ làm hại đến cuộc sống của Jae. Cô đã chờ đợi anh 3 năm và anh lại bảo cô rời đi. Chủ tịch biết về việc con gái mình tỏ tình với Đông Chun tại buổi tiệc nhảy tối hôm qua và ông tuyệt đối không cho phép Đông Chun ở bên con gái mình. Vì thế ông không đồng ý, ông sẽ đặt Đông Chun vào tình thế tử thần.
Jae vì lo lắng cho sự an toàn của Dong Chun nên đành đồng ý. Nhưng người cha của cô không giữ lời hứa, ông cố tình sai Dong Chun đến Busan để tranh giành lãnh thổ casino với băng đảng ở đó. Dong Chun biết rằng đây là một nhiệm vụ mạo hiểm, nhưng để báo đáp lòng tốt của chủ tịch trong những năm qua và để cứu đỡ em trai mình, anh không có lựa chọn khác. Và cuộc trò chuyện giữa hai người vô tình bị Jae nghe thấy từ ngoài cửa. Khi Dong Chun ra đi, cô dẫn dữ xông vào phòng, đối diện với người cha và hỏi tại sao ông lại phản bội lời hứa, cảnh cáo ông nếu làm hại Dong Chun dù chỉ một chút, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì ông đã làm. Chủ tịch cảm thấy bất lực, chỉ có thể hứa sẽ cử thêm một số người để bảo vệ Dong Chun, đảm bảo anh sẽ không gặp phải chuyện gì. Jae với đôi mắt đẫm lệ đến phòng của Dong Chun. Hôm nay sau khi Jae đến nhà mẹ của Dong Chun, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại cố gắng đến như vậy suốt thời gian qua. Hóa ra tất cả những gì anh làm đều để bảo vệ gia đình mình. Jae nói rằng cô có thể từ bỏ tình cảm dành cho anh, nhưng anh phải hứa một điều với cô, anh phải sống sót. Jae sợ rằng lần này Dong Chun ra đi sẽ không trở về, nhưng đây cũng chính là cơ hội cho anh thay đổi số phận. Anh biết rằng mình phải mạo hiểm, Dong Chun không còn là cậu thanh niên ngốc nghếch như xưa nữa. Anh đến Busan một mình để đàm phán với ông trùm đối diện. Dù ban đầu anh bị một nhóm người vây quanh và đánh đập mà không có khả năng đáp trả, nhưng vì anh đã dám đến một mình, chắc chắn anh đã chuẩn bị mọi thứ. Trước khi tới, anh đã có trong tay bằng chứng về những bí mật của ông trùm kia và sử dụng nó như một điều kiện đàm phán. Cuối cùng Dong Chun không chỉ thoát khỏi một cách an toàn, mà còn thành công trong việc hợp tác với bên đối tác và thu được quyền chuyển nhượng sòng bạc. Khi Jae, người đã lo lắng chờ đợi, thấy Dong Chun trở về đầy máu trên người, trái tim cô thật sự đã được gỡ bỏ, nhưng nước mắt xót xa cứ không ngừng rơi. Dong Chun đã trao hợp đồng chuyển nhượng cho chủ tịch. Lúc này chủ tịch không ngờ Dong Chun có khả năng giải quyết công việc tốt đến như vậy. Mặc dù bề ngoài ông rất khen ngợi Dong Chun, nhưng trong lòng ông đã cảm thấy một loại sợ hãi sâu sắc đối với anh. Để đảm bảo rằng con gái mình và Mike sẽ thành công trong việc đính hôn vào ngày mai, chủ tịch mong muốn Dong Chun không xuất hiện tại địa điểm đính hôn, đồng thời để loại bỏ trở ngại lớn nhất trên con đường hạnh phúc của con gái mình. Chủ tịch dựa vào lòng biết ơn của anh trong những năm qua đã sắp xếp một nhiệm vụ cuối cùng cho Dong Chun, chỉ ra rằng sau nhiệm vụ này họ sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Dong Chun, người trọng tình trọng nghĩa, chỉ có thể đồng ý. Sáng hôm sau, Dong Chun lái xe máy bắt đầu hành trình mới, nhưng trước khi ra đi anh đã dừng lại trước cửa. Anh không biết sau chuyến đi này sẽ mất bao lâu mới có thể gặp lại người phụ nữ anh yêu thương. Có lẽ đó thực sự là mãi mãi, anh rất muốn gặp Jae lần cuối. Trong nhà Jae, người đang cảm thấy đau đớn nghe thấy tiếng xe máy và biết đó là Dong Chun. Vì vậy cô đã chạy xuống như điên để gặp anh. Nhưng cha cô đã dự đoán trước và ngăn chặn cô ở cửa, nói với cô rằng nếu cô không muốn thấy Dong Chun chết thảm thì cô nên trở lại phòng của mình. Vì người mình yêu, Jae chỉ có thể chấp nhận nỗi đau. Trong lúc này Dong Chun đã lái xe máy ra đi một mình. Lễ đính hôn của Jae và Mike diễn ra dưới lời chúc phúc của mọi người. Cùng lúc đó Dong Chun khi thực hiện nhiệm vụ, Dong Chun đã rơi vào bẫy của lão Park và một lần nữa bị vài chục người cầm gậy đánh đập. Từ quá khứ đến hiện tại đã trôi qua, lá đỏ rụng xuống và chôn vùi dưới bụi đất. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc. Dong Chun không bị đánh chết mà bị lão Park bắt giữ, vu oan anh là kẻ giết người. Mục tiêu của ông là phá hủy niềm tin của gia đình Dong Chun, để mẹ Dong Chun nhìn thấy con trai mà bà đã từng hy vọng thực ra là một kẻ xấu xa đến tận cùng. Lão Park không sợ chủ tịch can thiệp cứu Dong Chun, vì ông biết Dong Chun đã trở thành một con cờ bị bỏ rơi bên phía chủ tịch. Còn Jae sau khi đính hôn và chuẩn bị về Ma Cao cùng với Mike, tình cờ thấy tin Dong Chun bị bắt trên tờ báo, điều này làm cô rất sốc và lo lắng. Khi Mike mua xong vé và trở về, Jae đã biến mất. Jae gọi điện cho cha mình. Ban đầu Jae muốn gọi điện để trách móc cha mình, hỏi tại sao ông không giữ lời hứa bảo vệ Dong Chun. Nhưng khi nghe giọng điệu lạnh lùng từ phía bên kia đường dây, lòng cô tràn đầy giận dữ. Nhận ra cả cô và Dong Chun đều bị cha mình đùa giỡn, cô lập tức cắt máy, sau đó quyết định tháo chiếc nhẫn đính hôn của Mike ra khỏi tay. Cô quyết định không để cha mình kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Cô muốn theo đuổi tình yêu mà mình mong muốn. Jae vội vã chạy tới nhà Dong Chun tìm Dong Úc và nhờ anh tìm cách giải cứu anh trai mình. Nhưng lúc này Dong Úc, người chưa tốt nghiệp, chỉ là một sinh viên tại trường đại học luật. Khi đến cơ quan cảnh sát, anh ta thậm chí còn không thể gặp mặt anh trai mình và đã bị đuổi ra ngoài. May mắn thay, khi rời khỏi đó anh ta gặp chủ tịch. Chủ tịch rất lo lắng cho sự an toàn của con gái mình sau khi cô mất tích. Ông biết rằng lần này mình cần phải giải cứu Dong Chun, nếu không với tính cách của Jae, cô có thể sẽ làm một điều gì đó không thể khắc phục được. Nhưng chủ tịch lại một lần nữa cảnh báo Dong Chun, anh phải rõ ràng tách biệt mình khỏi Jae. Dong Úc nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch đã có cơ hội gặp mặt anh trai mình. Nhìn thấy anh trai đang chịu đựng nỗi đau trước mắt, Dong Úc cảm thấy rất tự trách. Mỗi khi anh gặp rắc rối, Dong Chun luôn là người đứng ra giúp đỡ. Nhưng khi Dong Chun gặp khó khăn, anh mới nhận ra mình quá bất lực. Cuối cùng Dong Úc kể cho anh trai mình biết việc Jae đang ở lại nhà họ. Sau khi ra khỏi đó, Dong Úc tức giận chạy đi tìm lão Park để giải quyết mọi chuyện, nhưng anh bị hai vệ sĩ nắm chặt không cho di chuyển. Min Hoon giận dữ nắm lấy cổ áo của Dong Chun muốn ra tay, nhưng lại bị Han Ji, người thương yêu anh, kịp thời ngăn chặn. Với sự bảo lãnh của chủ tịch, Dong Chun nhanh chóng được thả ra. Khi trở về nhà, Dong Chun la mắng Dong Úc trách anh tại sao lại tự mình chạy đi tìm lão Park mà không cần biết đến nguy hiểm. Hiện tại anh chính là tất cả niềm hy vọng của mẹ, nếu anh gặp chuyện gì mẹ phải làm sao. Lúc này Mi Sun cũng bước ra, những gì Dong Chun vừa nói chính là những lo lắng của cô. Họ không thể để Dong Úc phá hủy tương lai vì một người anh trai đã mất đi niềm tin. Mi Sun quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Dong Chun và từ nay hai người sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Điều này là một tổn thương lớn đối với Dong Chun.
Bước tới hôm nay, tất cả những gì anh đã hy sinh đều vì gia đình này. Anh nhẫn nhịn đau đớn gật đầu đồng ý với lời mẹ. Lúc này Gia He cũng bước ra, cô cuối cùng biết được Đông Chun đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ và khó khăn để tiếp tục sống. Cuối cùng Đông Chun nhắc nhở em trai phải chăm sóc tốt cho mẹ và gia đình. Sau đó anh kéo Gia He đi mà không nhìn lại. Họ đến bên bờ biển, nhìn người phụ nữ trước mắt sẵn lòng từ bỏ mọi thứ vì anh. Đông Chun cuối cùng đã đối diện một cách thanh thản với trái tim thật sự của mình, không trốn tránh nữa và quyết tâm yêu thương người phụ nữ trước mắt, tiểu thư của gia đình tài phiệt. Vì tình yêu mà bỏ trốn cùng chàng trai nghèo, chàng trai nghèo hứa hẹn sẽ bỏ lại mọi thứ, cùng cô sống một cuộc sống bình thường ở nơi đây. Anh sẽ ra biển đánh cá, còn em chỉ cần nấu những món ăn mà anh yêu thích và đợi anh trở về. Anh sẽ làm ngư phủ, cô sẽ là vợ của ngư phủ. Bức tranh tương lai tươi đẹp này chính là cuộc sống mà tiểu thư gia đình tài phiệt mong muốn. Nhưng khi cô nghe đến đây, cô không thể cảm thấy hạnh phúc mà lại cảm thấy đau lòng, bởi vì cô không thể tự ích kỷ vì tình yêu mà khiến Đông Chun từ bỏ gia đình quan trọng hơn cô, không thể để Đông Chun từ bỏ quyết tâm minh oan cho người cha đã qua đời của mình. Chính vì yêu cô nên cô không muốn gây gánh nặng cho người mình yêu. Đông Chun rất xúc động và lần đầu tiên thổ lộ tình cảm sâu sắc của mình với Gia He. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ có can đảm leo lên tàu cá và cùng em trốn đến bình yên trọn đời. Đối với Gia He lúc này, với câu nói của Đông Chun, trong lòng Gia He đã thực sự đủ lòng và không hối tiếc. Ngày hôm sau khi Đông Chun thức dậy, giường của Gia He đã trở nên trống rỗng. Đông Chun biết rằng Gia He vì anh lại một lần nữa đã đưa ra một quyết định đau lòng. Nhưng khi lòng anh đau đớn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Gia He nữa, Gia He lúc này xuất hiện phía sau anh với đôi mắt đầy lệ. Sau đó ôm chặt Đông Chun, Gia He nhận ra rằng cô đã không còn can đảm để rời bỏ anh nữa. Thậm chí cái chết cũng không thể chia rẽ họ, vì hai người không thể mất nhau. Vậy thì hãy trân trọng thời gian hiện tại và yêu thương nhau đi, coi mỗi ngày như 1.000 năm. Yêu mỗi ngày cũng như yêu 1.000 năm, ngay cả thêm một ngày thêm một giờ cũng tốt. Bỏ qua mọi lo âu, hai người hạnh phúc trân trọng từng phút từng giây. Miễn là ở bên nhau mọi thứ đều vui vẻ. Ngay cả một chiếc dây chuyền rẻ tiền đều khiến Gia He cảm thấy như đang sở hữu một báu vật và vô cùng hạnh phúc. Mang trên lưng, Gia He nói những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Đông Chun dạo bước dưới bình minh trên bãi biển. Khi mệt mỏi họ nằm xuống trên cát, khi đói thì đi bắt vài con cá trong biển để ăn. Mặc dù cuộc sống đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc, nhưng những gì đến sẽ đến. Chủ tịch và dàn thủ hạ của ông đã tìm đến nơi này. Gia He muốn kéo Đông Chun chạy trốn, nhưng Đông Chun không muốn để Gia He phải sống cuộc sống trốn chạy có những việc cần phải đối diện. Ngay khi bắt đầu, chủ tịch đã tách hai người ra khỏi nhau, sau đó nhặt một con dao từ mặt đất. Tất cả mọi người đều nói Đông Chun là cánh tay phải của mình. Vậy thì hôm nay ông sẽ phá hủy cánh tay phải này, từ nay về sau không còn mối quan hệ nào nữa. Chủ tịch đưa tay phải ra trước, sau đó ra lệnh cho thủ hạ của mình chém một nhát vào tay. Như vậy mọi mối hận thù giữa ông và Đông Chun đã kết thúc. Thời gian trôi qua chỉ trong một khoảnh khắc đã 2 năm. Đông Chun mở một trạm thu mua phế liệu và sống cuộc sống bình dị. Lúc này chủ tịch bất ngờ tìm đến Đông Chun. Kể từ khi mất Đông Chun, lòng ông luôn cảm thấy bất an, mà không có Đông Chun, công việc ở nước ngoài của ông trở nên hỗn loạn. Vì vậy ông đưa ra một nửa cổ phần của sòng bạc ở Busan, hy vọng Đông Chun sẽ trở lại giúp ông. Nhưng Đông Chun đã từ chối thẳng thừng. Trong 2 năm qua, Đông Chun đã cải tà quy chính và mối quan hệ với mẹ mình đã trở lại như xưa. Chỉ cần nhận ra sai lầm và sống tốt, Mi-sun sẽ không bao giờ từ bỏ con của mình. Nhìn vào phong bì mà chủ tịch để lại trên bàn, Mi-sun rất lo lắng rằng Đông Chun sẽ một lần nữa dấn thân vào con đường không lối thoát. Về phía Đông Úc, sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng anh cũng tìm thấy người thợ đã bị lão Park mua chuộc. Với lương tâm đau xót, người thợ này đã tiết lộ những lời đe dọa từ lão Park đối với ông. Người thợ tiết lộ sự thật về việc bị lão Park dụ dỗ để gây ra vụ nổ trước thời gian khiến cha của Đông Chun thiệt mạng. Đông Úc ghi lại tất cả và chuẩn bị khi trở thành công tố viên sẽ giúp cha mình làm sáng tỏ oan ức. Những năm này, mặc dù Đông Chun đã mất Han Ji, anh lại quen biết và gần gũi với Somin, tiểu thư của một gia đình tài phiệt. Một ngày, Somin nhận được thông tin nội bộ rằng Đông Úc đã vượt qua kỳ thi tư pháp với thành tích hàng đầu trong trường. Ngay lập tức cô thông báo tin này cho Đông Úc. Đông Úc với niềm vui sướng tìm đến anh trai mình và chia sẻ tin tức đầy hứng thú này. Hai anh em ôm chặt nhau, Đông Úc đã không phụ lòng kỳ vọng của anh trai nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính phủ tự mình đến gặp, đặt ra điều kiện trước Đông Chun, giúp chủ tịch giải quyết công việc khẩn cấp ở nước ngoài. Nếu không, tương lai của Đông Úc sẽ khó được đảm bảo. Rốt cuộc, với lịch sử từng bị bắt và xác định là một nhà hoạt động, Đông Chun không ngay lập tức đồng ý mà bắt đầu do dự. Đông Úc với thành tích xuất sắc đã được phỏng vấn bởi các phương tiện truyền thông. Không ngờ Đông Úc đã tận dụng cơ hội này để kể về việc cha mình bị oan ức qua đời, bày tỏ rằng việc đầu tiên anh sẽ làm khi trở thành công tố viên là giúp cha mình làm sáng tỏ sự thật. Gia đình lão Park đã xem phỏng vấn này trên truyền hình, nhưng lão chủ tịch lại không biết sự thật về vụ tai nạn ở mỏ than và cho rằng Đông Úc chắc chắn đã hiểu lầm con rể mình để không gây phiền phức cho gia đình bởi một công tố viên như thế. Lão chủ tịch nhanh chóng hẹn gặp Đông Úc riêng lẻ, mong muốn giải quyết sự hiểu lầm này. Tuy nhiên, khi Đông Úc đưa ra băng ghi âm chứng minh lão Park có lỗi, trong đó rõ ràng mô tả lão Park đã hướng dẫn gây ra cái chết cho cha của Đông Úc, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Sau khi nghe xong, lão chủ tịch không thể tin được rằng con rể của mình đã làm những việc độc ác như vậy mà không nói với ông. Cảm xúc quá mạnh khiến huyết áp của ông tăng cao và bất tỉnh ngay tại chỗ. Đầu ông tình cờ đập vào bàn khiến máu chảy ra nhiều. Đông Úc vội vàng kiểm tra tình hình và chính xác lúc đó lão Park chạy vào sau khi nghe tiếng động, ngay lập tức vu khống Đông Úc là thủ phạm. Ngay vào lúc quan trọng khi Đông Úc sắp trở thành một công tố viên, anh bị cảnh sát bắt giữ. Đông Chun không còn cách nào khác vì em trai mình đã quyết định tìm đến chủ tịch và đồng ý giúp ông giải quyết vấn đề với hy vọng ông sẽ giải cứu em trai mình mà không để lại bất kỳ vết như nào.
Sớm thôi Đông Úc đã an toàn trở về nhà. Khi anh hỏi về người anh trai của mình, lúc này Đông Chun đã ngồi trên một chuyến bay đi nước ngoài. Người yêu mà anh chưa gặp trong 2 năm qua, cô ấy bị trói chặt bốn cạnh và bị giam giữ trên một giường bệnh. Người đàn ông chỉ biết rơi lệ đau đớn mà không có ý định cứu giúp, bởi việc này chỉ là quá trình điều trị bệnh. Hóa ra trước đó, theo lệnh của chủ tịch, Đông Chun đã đến Ma Cao để mở rộng kinh doanh sòng bạc tại nơi này và triệu hồi những người giới quyền của mình trước đây dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Trong quá trình này, Đông Chun đã được một phụ nữ dẫn đến một bệnh viện và bí mật gặp một người, chính là Gia He, người đã không gặp anh trong 2 năm qua. Trong 2 năm đó, Gia He bị buộc phải chia tay Đông Chun và khi đến Ma Cao, tinh thần cô sụp đổ. Gia He không muốn tình yêu mãnh liệt của mình phá hỏng cuộc sống của Đông Chun. Vì vậy cô chọn kết hôn với Mike và quyết định tự trói mình lại vì bệnh tật. Đông Chun nhìn Gia He chịu đựng nỗi đau như thế vì anh, anh không thể kìm lại được mà đã khóc lớn và chạy ra ngoài. Lúc này Gia He dường như cảm nhận được sự có mặt của Đông Chun và tỉnh lại. Cô vội vàng chạy đến cửa sắt và điên cuồng gọi tên anh. Đông Chun lập tức tìm đến Mike và tức giận đấm mạnh vào mặt anh ta. Trong lòng Mike cũng tràn đầy nỗi đau vô tận nhìn người phụ nữ anh yêu đêm ngày nhớ nhung một người đàn ông khác, khiến anh mặc dù yêu mến nhưng không thể có được cảm thấy giận dữ. Hai người đánh nhau mỗi người một cú đấm để xả nỗi đau và sự tuyệt vọng trong tình yêu của họ. Ngày hôm sau, Đông Chun nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chủ tịch yêu cầu anh trở về nước ngay, vì lão Park đang lên kế hoạch tấn công ông. Trước khi rời đi, Đông Chun lén lút nhìn Gia He một lần cuối. Anh không dám tiến lại gần cô vì anh biết bây giờ anh chỉ mang đến thêm nỗi đau cho Gia He, chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau và quay lưng đi. Gia He vẫn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà cô luôn mơ mộng và nhớ nhung. Hóa ra mọi chuyện hôm qua không phải chỉ là một giấc mơ, anh thật sự đã đến thăm cô. Anh không quên cô. Đông Chun ra đi ngồi trong xe với nước mắt tuôn trào khóc như một đứa trẻ. Anh cũng cảm thấy bất lực, anh chỉ có thể trong lòng mong muốn Gia He sống tốt. Sau khi trở về nước, chủ tịch cho Đông Chun biết rằng lão Park đã liên kết với các nghị sĩ chính phủ, muốn cướp bóc hoạt động kinh doanh sòng bạc trong nước. Nếu sự việc này không được giải quyết tốt sau khi lão Park tấn công, chủ tịch ông ta sẽ kéo Đông Chun xuống cùng. Để giải quyết vấn đề này, Đông Chun không chần chừ trực tiếp bắt cóc nghị sĩ đó và tìm được bằng chứng về việc ông ta tham ô tiền bẩn từ lão Park. Sau đó anh đe dọa nghị sĩ ký vào bản khai nhận tội, đổ lỗi cho lão Park giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng chỉ trong nửa ngày. Đông Chun đã xử lý xong mọi chuyện. Chiêu thức này của Đông Chun khiến lão Park hoàn toàn không lường trước, tức giận không thể kìm lại để lấy lại bằng chứng tội ác của mình. Ông ta không còn cách nào khác ngoài việc chuyển nhượng một mảnh đất có giá trị cao cho Đông Chun. Lần này lão Park đã thua trước Đông Chun khiến chủ tịch cười đến lật đật. Phong cách làm việc của Đông Chun giống hệt như khi chủ tịch còn trẻ. Đó cũng chính là lý do tại sao ông ta luôn đánh giá cao Đông Chun. Vì vậy chủ tịch đã quyết định giao toàn bộ tài chính của công ty cho Đông Chun quản lý, hoàn toàn coi anh ta như người kế nhiệm của mình để đào tạo. Nhưng Đông Chun không hề cảm thấy vui mừng bởi anh biết đằng sau vẻ vang lừng này thực chất là một địa ngục chật chội với xương cốt. Ước mơ cả đời của anh thực ra chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thản, với mong muốn sống bên gia đình và có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đến giờ phút này anh đã không còn cách nào để quay đầu lại. Từ khi Gia He thấy Đông Chun đã đến, tình trạng sức khỏe của cô đã nhanh chóng phục hồi. Sau khi xuất viện, Gia He đột ngột xuất hiện tại điểm thu mua phế liệu của anh. Trước khi vị hôn phu tìm ra mình, cô muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất cho bản thân. Hôm nay là ngày cô và Mike tổ chức lễ cưới, Đông Chun cũng đã đến hiện trường của buổi lễ. Họ đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Gia He nói với Đông Chun rằng cô sẽ sống tốt, trong khi Đông Chun chỉ có đôi mắt đẫm lệ từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, chỉ vươn tay ra và họ cùng tưởng tượng đây là đám cưới của mình. Chủ tịch không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, nhưng vì muốn con gái mình cưới một người đàn ông tốt, chủ tịch buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên cuộc sống của con gái ông không diễn ra theo hướng ông mong đợi. Trong một khoảnh khắc, 5 năm đã trôi qua. Dưới sự hướng dẫn của chủ tịch, Đông Chun đã trở thành một nhân vật quan trọng không thể xem thường trong giới casino, trong khi Đông Úc cuối cùng cũng đã trở thành một kiểm sát viên có quyền hạn thực sự. Anh em hai người, một người theo con đường chính nghĩa còn người kia lại đi con đường trái ngược, không biết sau này sẽ diễn ra kết cục như thế nào. Còn Gia He, sau 5 năm cô đã trở về nước, bởi vì Mike thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế gia đình. Để đảm bảo sự an toàn, Gia He buộc phải quay về nhà mẹ để tạm trú. Điều này làm cho chủ tịch cảm thấy rất phiền muộn. Con gái ông không trở thành như ông đã tưởng tượng. Mặc dù đã trôi qua 5 năm nhưng tình cảm giữa Đông Chun và Gia He vẫn còn đó. Nhưng khi gặp lại nhau, họ không hồi hộp hay phấn khích như trước, mà giống như những người lạ quen thuộc nhất, chỉ đơn giản chào hỏi nhau. Tuy nhiên từ đôi mắt ẩm ướt của cả hai có thể thấy sự nhớ nhung sâu kín giữa họ vẫn còn đó. Đông Úc vào ngày đầu tiên nhận chức viên kiểm sát viên đã chuẩn bị thực hiện hành động đối với lão Park. Trong lúc anh trai cảm thấy hài lòng và nhắc nhở em mình phải cẩn thận từng bước một, lão Park đang tức giận về những hành động của Đông Úc. Sự xuất hiện của một người khiến ông ta cảm thấy sợ hãi hơn. Ngày hôm đó, Đông Chun cùng một người phụ nữ bí ẩn đã tổ chức buổi tiệc khai trương cho dịch vụ ngân hàng mà họ phụ trách, lão Park cũng đã đến dự buổi tiệc. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đó, ông ta sợ hãi đến nỗi chân run rẩy và nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì người phụ nữ bí ẩn đó chính là cô Giang, người bạn gái cũ mà ông ta từng từ bỏ và tổn thương. Cô Giang đã chạy theo lão Park. Hóa ra người đàn ông trước mắt, cô đã từng giết chết đứa con trong bụng cô và bỏ cô giữa hoang địa. Cô Giang, người đã thừa kế tất cả tài sản của chồng, quay trở lại lần này để trả thù cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, muốn phá hủy mọi thứ của lão Park. Mặc dù trước mối đe dọa từ cô Giang, lão Park vẻ ngoài trấn tĩnh, nhưng bên trong ông ta cảm thấy có một cuộc khủng hoảng. Không ngờ cuộc trò chuyện của họ đã bị Min Hoon, người đang trốn nấp ở một bên, nghe lén một cách vô tình. Anh không thể tin rằng người cha mà anh tự hào đã làm ra những việc tàn nhẫn như vậy.
trở về sau đó để ngăn chặn sự trả thù của cô, Giang Lão Bắc quyết định bán đi công ty điện tử thuộc tập đoàn của mình, thu xếp vốn để phòng ngừa bất chắc, và ông cảm thấy mình phải tiêu diệt cô Giang khỏi thế giới này mới có thể yên tâm. Tuy nhiên, việc Lão Bắc bán công ty điện tử đã tạo ra một cơ hội cho Đông Dê. Anh ta thương lượng với cô Giang để mua lại công ty điện tử đó, dùng nó như một bệ phóng để dung chuyển nền tảng của tập đoàn Thái Tinh. Không ngờ quyết định của Đông Chun đã tạo ra một xung đột lợi ích với chủ tịch, vì chủ tịch cũng đặt mắt đến công ty điện tử mà Lão Bắc muốn bán. Nhìn vào tình hình hiện tại, Đông Chun đã trở thành một đối thủ mạnh mẽ trực tiếp của chủ tịch. Điều này khiến lòng chủ tịch cảm thấy rất không hài lòng. Về phía Min Hun, do sự xuất hiện của cô Giang, cuối cùng Min Hun cũng biết được danh tính thật sự của mình, để tìm hiểu rõ mối thù hận giữa cô Giang và cha mình và tại sao cô ấy muốn đưa tập đoàn Thái Tinh vào cảnh nguy hiểm đến mức đó. Anh quyết định tự mình tìm đến cô Giang. Tới nơi, anh liền quỳ xuống trước cô, nhưng cô Giang không hề quan tâm. Cô lập tức quay lưng rời khỏi văn phòng. Min Hun không từ bỏ, anh theo đuổi và cưỡng chế lên xe của cô Giang. Trước sự kiên trì của Min Hun, cô Giang cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm cho Lão Bắc nữa, và cô tiết lộ cho anh nghe về việc Lão Bắc đã giết cô và đứa con trong bụng cô. Nhưng chợt lúc đó, chiếc xe bỗng nhiên chấn động mạnh, hóa ra có hai chiếc xe khác đang điên cuồng tấn công xe của cô Giang. Cô biết rằng đây chính là hành động của Lão Bắc. Trong tình huống cấp bách này, cô Giang tiết lộ một bí mật mà chỉ có mình cô biết. Ngay cả khi sắp chết, cô Giang cũng muốn Min Hun biết danh tính thật sự của mình. Sau đó, cô tiết lộ sự thật rằng Min Hun không phải là con trai ruột của Lão Bắc. Trong lúc Min Hun vẫn đang không thể tin vào sự thật này, chiếc xe họ đang ngồi bị đâm và lật ngửa 980 độ. Trước khi dừng lại, cô Giang bị thương ở đầu và mất ý thức, trong khi Min Hun chỉ bị thương nhẹ và vẫn tỉnh táo. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Min Hun nhận ra đó là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy bên cạnh cha của mình. Sau khi sự cố, Min Hun quay về nhà và lấy một sợi tóc từ Lão Bắc để làm xét nghiệm ADN và xác minh sự thật. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được trả lại, và khi anh thấy dòng chữ chỉ ra rằng không có mối quan hệ cha con giữa anh và Lão Bắc, anh cảm thấy sụp đổ để tìm hiểu thêm về danh tính thật sự của mình. Min Hun quyết định gặp cô Giang lần nữa, nhưng cô Giang không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Min Hun vẫn đoán ra sự thật, đó là cô Giang định giết chết đứa con mới sinh của ông ta. Nhưng vì không nỡ tay, trong nỗ lực trả thù, Lão Bắc đã đổi con trai của người nào đó với con trai của Lão Bắc. Ngay sau khi sinh tại bệnh viện, và người duy nhất cùng anh chào đời vào cùng một ngày tại cùng một bệnh viện là Đông Úc. Điều này có nghĩa là Đông Úc mới chính là con trai ruột của Lão Bắc. Và khi mọi chuyện đã đến lúc này, cô Giang cũng thừa nhận. Cô nói rằng tiết lộ bí mật này hoặc không phụ thuộc vào anh. Điều này khiến Min Hun chìm vào nỗi đau sâu sắc. Người phụ nữ từng bị anh lăng mạ và tổn thương đến như vậy hóa ra lại là mẹ ruột của anh. Còn người cha đã sống cùng anh suốt hàng 10 năm lại chính là kẻ thù giết cha của mình. Anh không thể công khai bí mật này để mất tất cả những gì mình đang có ngay bây giờ. Do đó, anh quyết định giành lấy quyền thừa kế của tập đoàn khỏi tay Lão Bắc. Ở bên Gia He, cô nhận được di chúc của Mike, tức thì hai chân mềm nhũn đứng tại chỗ. Trong thư, anh bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc với Gia He, vì anh ta biết Gia He và anh ta ở bên nhau chưa bao giờ hạnh phúc. Lòng tham của anh ta đã tạo ra bất hạnh cho cô, nên anh ta hy vọng Đông Chun có thể tiếp tục bảo vệ Gia He. Trở về nhà sau đó, Đông Chun nhận được tin tức về cái chết của Mike, bị anh trai cùng cha khác mẹ của mình nổ chết trên thuyền. Đông Chun tức thì đỏ mắt, dù Mike và người phụ nữ mình yêu nhất đã kết hôn, nhưng hai người cũng là bạn thân nhất, chủ tịch rơi vào một trạng thái bất lực sâu sắc. Còn Gia He lại chỉ trích cha mình, nếu không phải cha ép Mike đi tranh giành quyền thừa kế gia tộc, Mike cũng không chết trong cuộc chiến tranh giành gia tộc này. Chủ tịch hoàn toàn tức giận, ông ta muốn thuê người giết chết anh trai của Mike. Đông Chun muốn can ngăn, anh sợ Gia He sẽ vì thế rơi vào nguy hiểm. Nhưng chủ tịch cứng đầu không nghe, bí mật triệu tập các ông trùm băng đảng lớn. Lần này, ông ta không chỉ muốn báo thù cho Mike, mà còn muốn nhân cơ hội này loại bỏ Đông Chun không nghe lời. Vào chiều cùng ngày, chủ tịch thuê người giết anh trai của Mike trong nhà vệ sinh. Còn người có danh nghĩa báo thù cho Mike lại đổ lên Đông Chun. Hôm nay chính là ngày vui của em gái Đông Chun. Đông Chun đã cử rất nhiều người canh gác để tránh khỏi rắc rối. Lúc này, Min Hun đã đến nơi diễn ra đám cưới. Nhưng họ chưa kịp nói vài câu, những người muốn trả thù cho anh trai của Mike đã xông vào đám cưới. Trong số họ, một người đã rút ra một con dao dài 80cm đâm thẳng vào chủ tịch. Tuy nhiên, chủ tịch đã chuẩn bị trước và dễ dàng ngăn chặn được cuộc tấn công này. Sau khi đuổi đám người đó đi, Đông Chun nghi ngờ rằng Lão Bắc đã liên minh với bên Mike. Nếu không, Min Hun sao có mặt ở đây? Min Hun đầy oan ức nói với Đông Chun rằng mình không liên quan gì đến sự việc hôm nay, vì làm sao anh ta có thể phá hoại đám cưới của chính em gái mình. Lời này khiến Đông Chun bối rối, và anh cảnh báo Min Hun nếu không nói rõ ra thì đừng nghĩ đến việc trở về sống sót. Anh ta dẫn Min Hun ra bờ sông rồi lại đánh Min Hun một trận. Anh muốn biết lời này là ý gì. Đây là một sự thật đau lòng và khó chấp nhận cho một người đàn ông. Người em trai mà anh đã nuôi nấng và dành cả cuộc đời này hóa ra lại là con trai ruột của kẻ giết cha. Còn người con trai mà anh luôn ghét cay ghét đắng lại chính là em trai ruột của mình. Min Hun không giữ bí mật trước Đông Chun và đã kể hết sự thật rằng anh ta chính là em trai của Đông Chun. Người gây ra tình hình này chính là cô Giang, người muốn báo thù Lão Bắc. Nếu không tin, anh có thể tìm cô Giang để xác minh. Khi Đông Chun nghe thấy cô Giang thừa nhận sự thật từ lời kể của cô, anh ta đau khổ và tức giận lao tới định xử lý cô Giang, muốn giết cô ngay tại chỗ, oán trách cô đã sử dụng số phận của người khác để đạt được mục tiêu báo thù của mình. Bởi vì cô đã khiến gia đình anh, những người vô tội phải chịu đựng nỗi đau không thể so sánh được. Tuy nhiên, cuối cùng Đông Chun vẫn không thể đánh cô Giang, nhưng anh cảnh báo cô phải giữ bí mật này cho đến chết, nếu không cô sẽ không sống sót. Sự thật tàn nhẫn này khiến Đông Chun hoàn toàn sụp đổ, khóc nức nở.
Anh không chỉ không biết làm thế nào để đối diện với Đông Úc và Min Hun trong tương lai, mà cả những nỗ lực của anh trong suốt hàng 10 năm qua cũng đã dành hết cho con trai của kẻ thù. Anh cảm thấy cuộc đời mình đã sống trong sự lừa dối không chỉ lãng phí tình cảm mà còn lãng phí cả cuộc đời. Cả gia đình đứng nhìn Đông Chun khóc mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vào lúc Đông Chun đau đớn nhất ở phía chủ tịch một vụ ám sát đã xảy ra, hóa ra là những thuộc hạ của anh trai Mike muốn trả thù. Tuy nhiên những vệ sĩ của chủ tịch đã kịp phát hiện và đến giải cứu nhưng Jae lại bị bọn họ bắt làm con tin. Chủ tịch thông báo sự việc này cho Đông Chun bày tỏ rằng bọn bắt cóc yêu cầu một trong hai người, mình hoặc Đông Chun phải đánh đổi mạng sống để đổi lấy Jae. Đông Chun cảm thấy sự đau đớn không chỉ vì sự việc này. Dựa vào lòng biết ơn đối với chủ tịch suốt những năm tháng và tình cảm sâu kín dành cho Jae, anh biết mình phải đến cứu cô. Đông Chun biết rằng nếu anh đến có thể anh sẽ mất mạng. Trước khi ra đi, anh đã gặp một người đó là vợ của Min Hun là Han Ji và con trai của họ. Đông Chun muốn gặp cháu trai của mình. Khi gặp mặt, đứa bé đã sử dụng một dấu hiệu chào hỏi mà Đông Chun quá quen thuộc khiến anh cảm động sâu sắc. Bởi vì dấu hiệu đó là thứ được truyền lại từ người cha đã mất. Có vẻ như Min Hun đã công nhận danh tính thực sự của mình. Nếu không, anh sẽ không truyền lại dấu hiệu biểu thị danh tính này cho con trai. Hóa ra Han Ji cũng đã biết Min Hun chính là em trai của Đông Chun. Họ đều rất lo lắng về sự thật này. Nếu Đông Úc biết, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Bởi vì hiện tại Đông Úc và cha đẻ của anh đang đối mặt với nhau như hai con dao. Đây chính là điều khiến Đông Chun cảm thấy khó khăn và đau đớn. Nhưng vào thời điểm này không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Đông Chun, để tránh cho nhiều người bị tổn thương, đã phải nhờ Han Ji tạm thời không tiết lộ bí mật này. Sau đó Đông Chun cũng đã gặp em gái của mẹ mình, anh sắp rời xa một thời gian để cứu Jae. Lo lắng về việc gì có thể xảy ra giữa Đông Úc và Min Hun nên đã tiết lộ bí mật cho bà. Hy vọng bà sẽ chăm sóc gia đình khi anh vắng mặt. Cô gì cũng không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Sau khi đã giải quyết mọi chuyện, Đông Chun đã gặp những kẻ bắt cóc để đổi lấy Jae. Dù người mình yêu đã là vợ của người khác nhưng anh vẫn muốn giữ lời hứa đã hứa với Jae trước đây, để bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình. Ở bên phía Jae, một người bí ẩn tìm đến cô bị giam giữ và nói cho cô biết chủ tịch chắc chắn sẽ không đến cứu cô, người đến chỉ có thể là Đông Chun. Vì tất cả này đều là chủ tịch sắp đặt trước, mục đích là để loại bỏ Đông Chun. Và lý do nói cho Jae biết những điều này là vì Đông Chun đã từng cứu mạng anh ta. Jae đã rơi vào sự kinh ngạc sâu sắc nhưng cô vẫn không tin cha mình sẽ lợi dụng mình để loại bỏ Đông Chun. Nhưng khi cô nhìn thấy Đông Chun một mình xuất hiện trên bến tàu, Jae hoàn toàn hoảng loạn, cô không ngừng vùng vẫy ra hiệu cho Đông Chun mau đi. Và đúng lúc này tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên. Một đám xe cảnh sát kéo đến, nhanh chóng hóa ra Đông Úc để ngăn anh trai mình đi đến cái chết. Đã sử dụng quyền lực của mình lợi dụng thời gian anh trai đang thỏa thuận để bắt những kẻ buôn lậu giúp anh trai cứu Jae. Làm sao những tên bắt cóc có thể đầu hàng dễ dàng, hai bên bắt đầu một cuộc giao tranh ác liệt. Đông Chun thấy Jae trong bão đạn sắp bị một nhóm người bắt đi lần nữa. Anh không chần chừ liều mình lao vào Đông Úc, cảm thấy rất lo lắng yêu cầu cảnh sát dừng bắn. Nhưng tiếng nói của anh đã bị chôn vùi trong tiếng súng liên tiếp. Rất không may, Đông Chun bị bắn vào cánh tay và ngã xuống. Cuối cùng nhờ sự tận tâm, cảnh sát đã thành công trong việc chặn đứng con tàu và cứu Đông Chun và Jae. Khi biết được sự thật, Jae rất ăn năn với Đông Chun, không để Đông Chun vì mình mà bị thương nữa. Cô quyết định giữ khoảng cách với Đông Chun, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Còn Đông Chun thì hiểu rõ mọi chuyện, anh ta nói chỉ cần là điều Jae muốn anh ta làm, anh ta đều sẽ đồng ý. Dù là bảo vệ cô ấy hay rời xa cô ấy, nhưng anh ta chỉ có một yêu cầu, đó là để Jae sống tốt. Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng. Và đúng lúc này bác sĩ gọi Đông Chun vào phòng làm việc, hỏi anh ta có biết Jae đã mang thai không. Lần này suýt nữa vì giật mình mà sảy thai, và nhắc nhở anh ta sau này phải chú ý hơn. Dù Jae mang thai con của Mike là chuyện rất bình thường, nhưng Đông Chun lại cảm thấy một nỗi thất vọng khó tả, những kỳ vọng trong lòng hoàn toàn tan vỡ. Người đàn ông để cứu con gái của chủ tịch bị bắt cóc một mình đi đổi mạng sống của mình. Nhưng khi con gái đã được cứu ra, chủ tịch lại ngắm súng vào anh ta. Vì Đông Chun và ông ta tranh giành quyền thu mua Thái Tinh, ông ta cho rằng Đông Chun phản bội, ông ta trực tiếp muốn cho người bắn chết Đông Chun. Nhưng đúng lúc quan trọng này Jae kịp đến. Cô nói với cha mình người phản bội là chính mình, là mình nhờ người nói cho Đông Chun biết giá thầu. Cô liền cầm lấy dao găm, nếu ông không để Đông Chun đi cô sẽ tự kết liễu mình ngay lập tức. Nói xong Jae lại đột nhiên kiệt sức và ngất xỉu. Đông Chun một cái ôm lấy Jae, nói cho chủ tịch biết chuyện cô mang thai con của Mike. Đây là máu mủ của Mike. Lời này vừa ra, chủ tịch cuối cùng cũng vừa lòng. Đồng thời ở phía Min Hun, một phút sơ ý, anh ấy và Han Ji đã thảo luận về vấn đề xử lý danh tính hiện tại của họ. Không ngờ cuộc trò chuyện của họ vô tình bị mẹ anh nghe thấy. Thông tin này khiến bà cảm thấy như bị sét đánh, không thể chấp nhận sự thật này. Bà không bao giờ nghĩ rằng Đông Úc mới chính là con ruột của mình. Hai gia đình với số phận gắn liền với nhau vô tình gặp nhau ở cùng một khách sạn. Không ngờ con của Min Hun ngây thơ khi thấy Đông Chun đã sử dụng dấu hiệu tay để chào họ, làm Han Ji hoảng sợ và nhanh chóng ngăn lại. Trong nhóm này chỉ có Mi Sun, Lão Park và Đông Úc không biết sự thật. Còn lại mọi người nhìn nhau đều thấy sự phức tạp và đau đớn trong mắt họ. Phụ nữ không thể nào tưởng tượng được rằng người con trai mà bà yêu thương suốt hơn 30 năm lại không phải là con ruột của mình. Còn người con trai ruột thực sự lại sống cuộc sống khó khăn ngay bên cạnh bà. Anh ấy thực sự không biết gì cả và trong tình trạng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã chống lại và cố gắng giết chết người cha ruột của mình. Đây quả là một sự thật tàn khốc. Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, mẹ Min Hun đã tìm đến cô Giang để đối chất. Cô Giang không giấu giếm, cô đã kể lại cách mà Lão Park đã tàn nhẫn hành hạ cô và cả việc hắn giết chết đứa trẻ trong bụng cô.
Cô nói rằng mọi chuyện này đều là lỗi của lão Park và đó cũng là sự trả thù của cô đối với hắn. Mẹ Min-hun người ban đầu đã cảm thấy ghê tởm trước những hành động tàn nhẫn của chồng mình, giờ càng thêm căm ghét hắn tất cả vì người đàn ông ác quỷ này. Những tội lỗi mà hắn gây ra khiến cô phải chịu đựng nỗi đau khổ như vậy. Cô hét lên trước mặt lão Park biểu lộ sự tức giận cháy bỏng trong lòng, bởi vì hắn không chỉ phá hủy cuộc đời của con trai mình mà còn cả cuộc đời của chính cô. Một số bí mật một khi đã bị lộ sẽ như một dòng lũ vỡ đập tràn ra không kiểm soát. Ngày đó Min-hun vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em gái và Dong-chun. Cuối cùng bà cũng biết được bí mật động trời này đã được giấu đi suốt gần 30 năm. Bà cảm thấy như thế giới đang sụp đổ trước mắt. Đông Úc vẫn luôn là người con trai bà đặt nhiều kỳ vọng. Không ngờ đứa con mà bà đã cực nhọc nuôi nấng suốt 30 năm, không chỉ không phải là con ruột của mình mà còn là con của kẻ thù đã giết chết chồng mình. Mang trong mình cơn giận dữ lớn, Min-hun liền lao vào văn phòng của cô Giang. Cô không muốn tin rằng tất cả những gì đang diễn ra là sự thật và cho rằng cô Giang đang nói láo. Nhưng cô Giang khẳng định mọi chuyện đều là sự thật. Min-hun không thể kiểm soát nổi cơn giận trong lòng, lao tới túm tóc cô Giang và đánh cô. Lúc này sự sốc và đau đớn mà Min-hun phải chịu có lẽ nặng hơn gấp ngàn lần so với mẹ Min-hun, bởi Đông Úc đã là hy vọng của Min-hun trong 30 năm qua, bây giờ lại trở thành con của kẻ thù. Cú sốc này khiến tinh thần Min-hun hoàn toàn sụp đổ. Khi gặp Đông Úc, cô lập tức mắng anh là kẻ vô lại, không phải là con của mình mà là con ruột của ác quỷ lão Park. Nhưng ngay sau đó bà lại ân cần hỏi thăm anh và yêu cầu em gái nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho Đông Úc. Rồi trong lúc nói chuyện bà bất ngờ ngất đi. Mẹ vì chịu quá nhiều cú sốc dẫn đến hoảng loạn tạm thời gây ra tâm thần hoảng loạn. Nhưng Đông Úc cảm thấy những lời mẹ nói chắc chắn không phải là vô căn cứ. Anh liên tục đòi Dong-chun phải nói rõ sự thật, liệu những gì mẹ nói có phải là sự thật hay không. Mọi chuyện đã đến mức này, có một số việc rõ ràng là phải đối mặt. Dong-chun không còn giấu giếm nữa, nói với anh rằng mọi điều mẹ nói đều là sự thật. Anh chính là con ruột của lão Park. Đông Úc suy sụp chạy vào phòng bệnh và giật một sợi tóc của Min-hun. Anh muốn chứng minh tất cả những điều này chỉ là lời nói dối. Nhưng sự thật là sự thật khi Đông Úc nhìn thấy kết quả trên giấy, chứng minh rằng anh không hề có mối quan hệ máu mủ gì với Min-hun. Đôi chân anh run rẩy và anh ngồi sụp xuống trên cầu thang. Đây là cảm giác đau đớn gấp vạn lần so với việc mất đi người mình yêu thương, kẻ mà anh đã dấn thân chiến đấu đến bây giờ và muốn giết chết vì hận thù giết cha mình, hóa ra lại chính là cha ruột của mình. Lúc này anh không chỉ cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi trong tim mình, mà còn cảm thấy sự đau lòng của anh trai và mẹ mình khi biết sự thật. Anh không biết mình sống với mục đích gì nữa. Đông Úc điên cuồng chạy ra đường, anh ta gào thét. Anh ta nhớ lại lão Park đè anh ta vào thùng nước bẩn, nhớ lại lão Park đánh anh ta nửa chết, nhớ lại bị vu oan là kẻ giết người. Giờ đây người này lại là cha của mình, anh ta dường như mất đi ý nghĩa sống. Sáng sớm hôm sau, Đông Úc quyết định về nhà nhìn lại nơi này lần cuối. Dong-chun tức giận hỏi anh tại sao tối qua không về nhà, dù trong người anh có dòng máu nhà họ Đông hay không. Đông Úc mãi mãi là em trai của mình, là con trai của mẹ. Lời của anh trai khiến Đông Úc chợt nghẹn ngào. Đông Úc cậu bé hư, anh không đọc sách mà chạy đi đâu chơi? Anh không phải muốn học luật để báo thù cho cha sao? Anh ta một cái ôm lấy mẹ. Cũng chính lúc này anh ta quyết định không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì anh ta mãi mãi là con trai của mẹ. Ở phía bên kia, cô Giang đang chuẩn bị tạo ra một đòn đánh chí mạng vào lão Park để trả thù. Cô đã tiết lộ sự thật rằng Đông Úc chính là con ruột của ông ta và cô ấy đã mời ông đến một biệt thự ở ngoại ô để gặp mặt. Điều này khiến ông ta nghĩ rằng cô Giang muốn trả thù đến mức điên đảo và đang nói lắm lời. Nhưng ông ấy vẫn đến đúng giờ tại nơi hẹn. Từ xa, cô Giang đã sẵn sàng với khẩu súng của mình, chĩa súng thẳng vào lão Park ngay khi ông ta vừa xuống xe. Cô ấy không chần chừ mà bóp cò. Đáng tiếc là sau tiếng súng nổ, viên đạn chỉ trúng vào cánh tay của lão Park. Ngược lại, ông ta đã nắm bắt và đánh cô Giang một trận tơi bời. Sau một hồi tra tấn, lão Park cuối cùng cũng biết được sự thật về việc cô Giang đã đổi chỗ hai đứa trẻ ngày xưa. Lúc này cô Giang lại bắt đầu cười bởi vì cô đã mời Đông Úc đến đây, mục đích là để Đông Úc có thể chứng kiến với đôi mắt của mình xem cha ruột của mình là kẻ quỷ dữ như thế nào, và để Đông Úc, một viên kiểm sát viên, tự tay bắt giữ kẻ quỷ dữ này đang phạm tội. Cô muốn họ cha con giết lẫn nhau trước mắt mình. Đông Úc đã bắt lão Park với tội danh giam giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên trên đường về, lão Park bắt đầu kể về quá khứ bất hạnh của mình, nói rằng ông ấy từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện và đã trải qua sự lạnh nhạt của thế giới này. Do đó để thành công, ông ấy phải dùng mọi biện pháp đạt được vị trí mà nhiều người ngưỡng mộ. Ngày hôm nay ông ấy không hối tiếc những gì đã làm. Lão Park còn mặt dày tự hào Đông Úc không hổ danh là con trai của ông ấy. Họ có dòng máu giống nhau, để thành công họ sẵn lòng hy sinh mọi thứ, giống như anh ấy đã cố gắng học hỏi để trả thù cho cha mình. Đông Úc nói mỗi người theo đuổi điều khác biệt. Lời nói của lão Park làm Đông Úc cảm thấy như dao cắt vào tai. Anh dừng xe và đuổi lão Park ra khỏi xe. Lần này Đông Úc quyết định tha cho lão Park. Để bù lại ân nghĩa sinh thành mình, anh cảnh cáo rằng lần sau anh sẽ không từ tay, chắc chắn sẽ đưa tên quỷ dữ này ra ánh sáng pháp luật. Khi bí mật về danh tính giữa Đông Úc và Min-hun bị phơi bày, đứa con mà người đàn ông này nuôi suốt 30 năm vô tình không phải là con đẻ của mình. Nhưng người đàn ông này không chỉ không buồn, lại còn cười rất tự hào, bởi con ruột của ông ta là một viên kiểm sát viên, mạnh mẽ hơn nhiều so với đứa con giả mạo yếu đuối và vô dụng này. Lão Park từ lâu đã thấy Min-hun phiền phức và ngay lập tức muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà, không cho Min-hun đưa con và vợ đi theo, tất cả chỉ để dành chỗ cho con trai ruột của mình. Những tình cảm biết ơn vì việc nuôi dưỡng cuối cùng trong trái tim Min-hun cũng hoàn toàn tan biến, và anh ta tuyên bố sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với lão Park. Khi gặp lại họ sẽ trở thành kẻ thù không chung trời. Sau khi nói xong, Min-hun rời nhà mà không nhìn lại.
một người ẩn danh đã gửi cho Đông Úc một gói hàng. Bên trong là quá trình chuyển khoản phi pháp một khoản tiền lớn và chi tiết đến từng bước. Chỉ cần theo dõi theo số tài khoản chắc chắn sẽ bắt được một con cá lớn. Thậm chí bộ trưởng cũng gặp khó khăn với một khoản tiền lớn như vậy. Không phải chỉ nói là có thể điều tra và hơn nữa nó liên quan đến những người ở tầng lớp cao nhất. Bộ trưởng yêu cầu Đông Úc phải tìm hiểu rõ ràng ai đã gửi gói hàng này và mục đích của họ là gì. Đông Úc nhớ lại vài ngày trước, lão Park nói sẽ tặng anh một món quà lớn, trái tim anh không khỏi phức tạp. Trong lòng Đông Úc, anh muốn từ chối những gì lão Park tặng, nhưng khi đối diện với cơ hội nổi tiếng này, anh lại rơi vào tình trạng đau đớn. Min Hun sau khi bị đuổi khỏi nhà lão đảo trở về nhà mẹ anh, rõ ràng là đã say rượu. Mẹ anh khi nhìn thấy đứa con trai đã bị kẻ thù nuôi nấng suốt 30 năm, không giữ được cảm xúc mà nước mắt lấp lánh trong đôi mắt. Min Hun quỳ xuống trước mẹ anh và nói con sai rồi, con sai rồi. Mẹ anh không đuổi Min Hun ra ngoài mà cho anh ta nằm trong phòng của Đông Úc. Còn Đông Úc đã mua hai con gà quay món mà mẹ anh yêu thích nhất, dự định sẽ cùng mẹ ăn bữa cơm. Nhưng khi trở về nhà, anh phát hiện ra Min Hun nằm trong phòng dành cho mình, tức giận không kìm lại được. Anh ta nắm lấy Min Hun đang ngủ say và hét lên, nhưng giờ đây anh ấy chính là Đông Úc. Anh ấy muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Lời của Min Hun khiến Đông Úc hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể phản bác được bởi trong cơ thể anh là dòng máu dơ bẩn của lão Park. Nói xong như một kẻ điên, anh muốn chạy ra khỏi nhà mẹ anh, khóc lóc chạy ra cản trở. Nhưng anh ấy vẫn rời khỏi nhà mà không nhìn lại anh, không còn nơi nào để đi nên chỉ có thể trở lại văn phòng. Đổ tất cả cơn giận lên bộ tài liệu về tội phạm mà lão Park gửi cho anh. Nhưng điều anh không biết là người mà anh đang điều tra chính là anh trai của mình, Đông Chun. Lão Park đột nhiên nhận được một bản phách. Bên trong là các giao dịch bất hợp pháp của công ty chứng khoán dưới tên ông. Vào thời điểm đó, cô Giang gọi điện cho ông, cô yêu cầu lão Park phải vô điều kiện giao lại cổ phần của công ty chứng khoán này. Nếu không cô sẽ công bố thông tin này lên báo. Lão Park tức giận đến mức muốn nổ tung, ông tin chắc rằng Min Hun đã phản bội mình. Vì vậy, ông đã bắt và đánh Min Hun dã man không chút xem xét tình cảm cha con từng có. Tuy nhiên, sự việc này hoàn toàn không phải do Min Hun gây ra. Mặc dù anh ta bị đánh đến mức không thể đứng dậy, anh ấy vẫn không hề khuất phục. Trong cơn giận dữ, lão Park đưa Min Hun đến biệt thự của cô Giang chuẩn bị đối diện trực tiếp. Nếu thực sự Min Hun đã bán đứng ông sẽ không chần chừ giết chết Min Hun. Bởi vì Min Hun nắm giữ quá nhiều bí mật của ông. Được biết tin, Đông Chun kịp thời đến nơi khi thấy khuôn mặt đầy máu của Min Hun. Cơn giận của anh sôi sục và anh lao ra trước. Sau một trận chiến loạn lạc, Min Hun cuối cùng cũng được giải cứu. Đồng thời, chủ tịch không bao giờ buông tha Đông Chun. Ông ta muốn sử dụng một số lượng tiền lớn để làm cho công ty của Đông Chun phá sản. Gia He muốn ngăn chặn cha mình và ngay lập tức quyết định cắt đứt mối quan hệ cha con. Chủ tịch tức giận đến nỗi gọi người giam cầm Gia He lại, quyết định không cho cô gặp Đông Chun một lần nữa và nhắc nhở cô ở nhà nghỉ ngơi. Cô nói việc mang thai chỉ là lừa dối ông. Hóa ra Gia He không mang thai đứa trẻ của Mike. Ban đầu cô đã cố tình yêu cầu bác sĩ nói với Đông Chun rằng cô có thai, chỉ để Đông Chun không lại gần mình nữa bởi vì cô sợ Đông Chun sẽ chết vì điều này. Chủ tịch gần như điên lên với sự giả dối này và đã đuổi Gia He ra khỏi nhà. Nhưng sau khi Gia He rời đi, chủ tịch nôn ra một lượng lớn máu. Sau khi kiểm tra được biết chủ tịch mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông ngay lập tức cười ông một ông trùm lớn trong giới kinh doanh và chính trị. Không chết trên chiến trường nhưng lại bị căn bệnh nhỏ bé này cướp mất mạng sống. Ra khỏi phòng, ông yêu cầu thuộc hạ không được nói về việc này với bất kỳ ai. Đồng thời ông cũng biết một khi mình qua đời, tình hình của Gia He sẽ trở nên rất nguy hiểm. Những kẻ địch giấu mình trong bóng tối sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đặc biệt là lão Park, chủ tịch cảm thấy cần phải tìm cách loại bỏ ông ta. Đông Úc sau khi rời nhà một lần nữa trở về và phát hiện Min Hun vẫn còn ở đó và không chịu đi. Sự tức giận trong lòng anh không thể kìm nén. Anh liền hỏi mẹ mình rằng giữa anh và Min Hun ai mới là con trai thực sự của bà. Đối mặt với câu hỏi khó khăn này, mẹ anh không thể nói lời nào, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không nhận được câu trả lời, Đông Úc thất vọng hoàn toàn, anh quay lưng rời đi. Và lần này anh đã đóng gói hành lý của mình, bà mẹ nhìn theo anh với đôi mắt đẫm lệ. Đông Úc luôn chờ đợi mẹ anh ngăn cản nhưng không nhận được phản ứng nào từ bà. Sự im lặng của mẹ đã nói lên tất cả. Cuối cùng Đông Úc đã rời khỏi nhà và thuê một căn phòng nhỏ chuẩn bị bắt đầu cuộc sống một mình. Vào đêm đó, lão Park tìm đến Đông Úc. Ông ta mua cho Đông Úc một chiếc áo choàng và sau đó đưa cho anh một bộ hồ sơ. Đó là các tài liệu tội phạm của chủ tịch mà ông ta đã chi trả một số tiền lớn để mua. Miễn là có thể bắt được chủ tịch, Đông Úc chắc chắn sẽ nổi tiếng trong giới điều tra. Nhưng để bắt chủ tịch, anh ta cần phải vượt qua ngọn núi là Đông Chun. Đối diện với cơ hội nổi tiếng này, Đông Úc do dự. Tuy nhiên lão Park lại tỏ ra rất tự tin, không hề lo lắng rằng Đông Úc sẽ từ chối bởi Đông Úc là con ruột của mình. Trong khi đó, chủ tịch cũng đã bắt đầu hành động, ông đã mua chuộc một người thân cận của lão Park. Dù dỗ ông ta đến một bờ sông, bất ngờ một nhóm người lái xe máy xuất hiện hướng thẳng vào lão Park. Trong tình huống không thể lùi lại, lão Park đã bị đẩy xuống vực. Tuy nhiên may mắn thay, lão Park không chết, Đông Úc nhanh chóng đến bệnh viện, nhìn thấy người cha ruột gần như bỏ mạng. Lòng Đông Úc không biết nên cảm thấy thế nào. Người dưới quyền thông báo cho Đông Úc rằng họ nghi ngờ chủ tịch muốn loại bỏ lão Park. Trong lúc mê mệt, lão Park không ngừng kêu tên Đông Chun, khiến Đông Úc nghi ngờ có lẽ Đông Chun đã gây ra sự việc này. Tuy nhiên khi Đông Úc trở về nhà, anh đã chạm trán với những người của chủ tịch. Nhà bị lục tung và những tài liệu tội phạm mà lão Park trao cho anh cũng biến mất. Anh ngay lập tức gọi điện cho Đông Chun hẹn gặp ở nhà của chủ tịch. Nhưng khi đến nhà chủ tịch, anh phát hiện ra rằng anh không có bằng chứng gì. Thay vào đó, anh bị chủ tịch sỉ nhục. Đông Chun lập tức kéo Đông Úc ra khỏi đó và anh ta đã trút cả giận dữ lên người Đông Chun. Đông Úc thừa nhận khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của lão Park, anh cảm thấy đau lòng.
Dù sao đó vẫn là cha ruột của mình và lão Bắc cũng đã nhận được hình phạt xứng đáng. Anh không mong muốn người anh trai mình tiếp tục làm tổn thương lão Bắc. Nếu anh trai cứ tiếp tục sử dụng phương pháp đối xử ác với kẻ xấu, thì dù là anh trai của anh cũng sẽ bắt vào tù. Hai anh em hoàn toàn đã trở mặt với nhau. Chủ tịch Tài Phiệt mắc bệnh ung thư phổi và chỉ còn sống được khoảng 3 tháng. Những lực lượng dưới trướng của ông đều không yên và chuẩn bị hành động đối với con gái ông, muốn giành quyền kiểm soát tập đoàn. Chủ tịch cũng không ngờ rằng dù ông đã truyền dạy cả đời mình, bên cạnh ông không có một ai mà ông có thể tin tưởng. Người duy nhất còn đứng bên ông lại là Đông Chun, người mà ông đã muốn loại bỏ nhiều lần. Thực ra chủ tịch từng coi Đông Chun như con trai của mình và nuôi dưỡng anh. Tuy nhiên Đông Chun đã chọn tự lập. Ông yêu và hận Đông Chun cùng một lúc. Nhưng bây giờ với thời gian sống còn lại ngắn ngủi, điều duy nhất mà ông không thể từ bỏ là Gia He. Ông yêu cầu Đông Chun thay mình bảo vệ Gia He, không để cô ra khỏi tầm mắt của anh. Khi biết tìm Gia He quyết định phản đối, cô không muốn Đông Chun bị lôi vào, vì cô chỉ sẽ đem đến nguy hiểm cho anh. Nhưng Đông Chun lúc này kiên định hơn bao giờ hết. Anh đã mất Gia He quá nhiều lần và lần này dù thế nào anh cũng không bao giờ buông tay. Ngay cả khi Gia He đang mang thai đứa trẻ của Mike, anh không quan tâm đến tất cả những điều đó. Lão Bắc cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh ông là con trai ruột của mình. Đông Úc, người đã mất tích suốt 30 năm, trong lòng lão Bắc cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Con trai ruột cuối cùng cũng trở về bên ông. Con dâu của ông cũng rất thông minh và giỏi cô giang, và cả hai còn từng là tình nhân của nhau. Lão Bắc nắm bắt cơ hội này để đề nghị hai người chọn một ngày nào đó để kết hôn. Một gia đình đông đủ hạnh phúc chính là điều tuyệt vời nhất. Đông Úc cũng đồng ý. Tất cả những gì mà anh đã mất cho Min Hun giờ đây phải trở về vị trí cũ của nó. Han Ji không nói gì, coi như đồng ý với lời của Đông Úc. Tuy nhiên trong lòng anh có một cảm giác phức tạp mà không thể diễn tả được. Nhưng ngay sau khi Đông Úc trở lại văn phòng, bộ trưởng đề xuất loại Đông Úc ra khỏi cuộc điều tra liên quan đến chủ tịch. Lý do là lo ngại Đông Úc sẽ thiên vị và bảo kê vì Đông Chun. Điều mà Đông Úc sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Anh trai cuối cùng cũng trở thành chướng ngại trên con đường sự nghiệp của mình. Để chứng minh lòng chính trực của mình, anh ngay lập tức bày tỏ với bộ trưởng rằng nếu anh trai của mình thực sự có hành vi phạm tội, anh sẽ tự mình đặt cọng lên tay anh trai. Vì hồ sơ tội ác của chủ tịch đã bị đánh cắp, anh gọi điện cho lão Bắc hỏi ông có bản sao của tài liệu đó không và yêu cầu ông giao bản sao cho mình. Anh cam kết sẽ đưa chủ tịch và Đông Chun vào tù. Không ngờ lão Bắc thực sự có một bản sao. Ông đã cười đến nỗi không thể kiềm lại được, bởi vì cuối cùng con trai mình cũng đã đứng về phía mình. Chủ tịch và Gia He đã bị bắt cóc khỏi bệnh viện. Kẻ địch đã dùng mạng sống của chủ tịch để đe dọa, ép Gia He tuyên bố từ bỏ quyền quản lý tập đoàn. Tuy nhiên ngay khi Gia He sắp tuyên bố từ chức, Đông Chun đột nhiên đẩy chủ tịch vào phòng. Hóa ra sau khi biết hai người bị bắt cóc, Đông Chun ngay lập tức dẫn người giải cứu chủ tịch. Khi chủ tịch xuất hiện, tất cả các thành viên đều sợ hãi. Chủ tịch ngay lập tức tuyên bố sẽ chuyển quyền kế vị cho Đông Chun. Gia He lại một lần nữa phản đối quyết định của cha mình, bởi cô biết dù là ai ngồi lên vị trí này, họ chắc chắn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm không kết thúc. Và chính lúc đó chủ tịch tiết lộ với Đông Chun rằng Gia He đã giả vờ mang thai, tất cả chỉ là lời nói dối của cô để bảo vệ Đông Chun. Đông Chun không giữ được nước mắt. Chủ tịch nói với Đông Chun rằng từ giờ trở đi ông thực sự giao Gia He và tất cả những gì mình có cho anh, và nhắc nhở anh phải quản lý công ty tốt, đừng làm những việc dính máu. Nói xong ông ngất đi. Gia He và Đông Chun đã đưa chủ tịch vào bệnh viện. Thấy Đông Chun vẫn không rời đi, Gia He lập tức muốn đuổi anh ra khỏi đó. Đông Chun đã lợi dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm trong lòng mình với Gia He. Em trai trở thành một công tố viên, còn anh trai lại kế nghiệp một sự nghiệp đen tối ở sòng bạc. Đông Úc gần như tức điên lên bởi vì anh đang điều tra vụ tiền bí mật của sòng bạc. Điều này cũng có nghĩa là anh trai đã chọn đứng ở phía đối diện với mình. Bộ trưởng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của viện kiểm sát một lần nữa đã đề xuất việc điều chuyển Đông Úc đi, và sự nghiệp làm công tố viên của Đông Úc cũng sẽ kết thúc từ đây. Đông Úc lập tức từ chối lệnh của bộ trưởng, một lần nữa khẳng định rằng anh chắc chắn sẽ bắt Đông Chun đến trước mặt mình. Lão Bắc biết rằng tình hình của con trai mình không mấy sáng sủa, nên đã sử dụng một nửa cổ phiếu của công ty như một điều kiện để dụ dỗ một cổ đông thuộc phe của chủ tịch công bố những tội ác từng gây ra bởi chủ tịch. Ông muốn tận dụng cơ hội này để giúp Đông S được công nhận và nuôi dưỡng anh trở thành công tố viên nổi tiếng nhất trong nước. Tuy nhiên cuộc trò chuyện giữa hai người đã được ghi lại. Nhờ lời tố cáo này, Đông Úc đã bắt giữ hàng chục quan chức cao cấp có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch. Anh ấy do đó trở thành hình mẫu công lý của công chúng. Cùng lúc đó, Đông Chun nhận được cuộc gọi từ em trai Đông Úc. Đông Úc thông báo rằng vào ngày mai sớm anh sẽ triệu tập chủ tịch, nhưng chủ tịch giờ chỉ còn một hơi thở, thậm chí không thể rời giường. Đông Úc nghĩ rằng người anh trai của mình đang cố tình tạo điều kiện cho chủ tịch và lập tức bày tỏ rằng nếu chủ tịch không tiện di chuyển, anh sẽ tự mình đến đón. Tuy nhiên chính lúc này Han Ji đã rơi vào cuộc điều tra trốn thuế của công ty và lão Bắc đang giới thiệu cho Đông Úc một cô gái là con của quan chức cao cấp. Cuộc điều tra lần này rõ ràng do ông ấy tự mình sắp đặt nhằm giải phóng vị trí con dâu và chuẩn bị từ bỏ Han Ji, người trợ lý từng rất đắc lực của mình. Nếu kiểm soát viên Đông Úc có thể kết hôn với tiểu thư của thủ tướng, đó sẽ là một sự kiện lớn cho cả quốc gia. Han Ji sau khi nghe trộm tất cả mọi thứ đã hoàn toàn mất hy vọng. Ngày hôm sau, Đông Úc vội vàng điều một chiếc xe cứu thương tới nhà chủ tịch. Rõ ràng anh ta đã quyết tâm đưa chủ tịch đi. Hai anh em từng là bạn thân giờ trở thành kẻ thù. Gặp lại nhau để cản trở Đông Úc, Đông Chun đã phát một đoạn ghi âm cho anh. Trước khi đoạn ghi âm kết thúc, Đông Úc đã xé nát nó. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sự thành công của mình lại được mua bằng tiền. Đông Chun không để anh ta đưa chủ tịch đi đã dùng việc công bố đoạn ghi âm này làm đòn đe dọa. Nhưng cũng vô ích, Đông Úc đã ép buộc người đưa chủ tịch ra khỏi phòng. Sau một loạt các sự kiện, chủ tịch rõ ràng không còn nhiều thời gian.
Ông đã nhắc nhở hai người sau này nhất định phải sống tốt. Lúc này chủ tịch dường như thấy hình ảnh con gái mình và Đông Chun bước vào lễ cưới. Chủ tịch cuối cùng đã nói một câu xin lỗi sau đó đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Khi thấy chủ tịch đã mất, Đông Úc rất ngạc nhiên. Đông Chun không thể chịu đựng nổi nữa, anh đã đấm mạnh vào mặt Đông Úc. Anh không thể tin rằng đứa em trai mà mình từng yêu thương nay lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Ở một khía cạnh khác, người cha đã chi trả một khoản tiền lớn để mua chứng cứ phạm tội cho con. Ai ngờ quá trình giao dịch lại bị người ta quay lén. Một khi bị công khai, uy tín mà Đông Úc vừa xây dựng sẽ tan biến. Thậm chí cả bộ đồng phục này cũng không chắc đã giữ được. Lão Park bảo Đông Úc yên tâm vì ông đã có biện pháp cho vụ này. Ông ta trực tiếp ra lệnh bắt cóc Jae ngay trước mặt Đông Úc. Chỉ cần Jae nằm trong tay họ, Đông Chun sẽ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Một viên kiểm sát luôn nói về công lý, biết rõ cha mình đang phạm tội nhưng anh ấy lại không ngăn cản, vì điều này liên quan đến lợi ích của chính anh. Tuy nhiên Đông Chun biết lão Park chắc chắn sẽ không tha cho mình. Đông Chun đã sớm trốn đi từ cửa sau lão Park tức giận đến mức mặt mình xanh mét. Ông ta lập tức ra lệnh dù sử dụng bất kỳ biện pháp nào cũng phải tiêu diệt Đông Chun. Tuy nhiên khi ông ta cảm thấy bế tắc, mẹ của Đông Chun đột nhiên tìm đến. Hóa ra sau khi Han Ji bị lão bắt bỏ rơi, cô ấy đã bị giam vào tù. Min Hun không nỡ nhìn người mình yêu sâu đậm như vậy bị tống vào ngục. Và hơn nữa đứa con của anh cũng cần có mẹ chăm sóc nên đã tự nguyện chịu tất cả tội lỗi thay cho Han Ji. Mẹ biết Min Hun đã vào tù ngay lập tức đã tìm đến lão Park, muốn tìm một lời giải thích. Lão Park tức phì cười cười về sự tự cao tự đại của người phụ nữ này và lập tức gửi thông điệp cho Đông Chun rằng nếu muốn cứu mẹ mình chỉ trong một giờ mang theo tất cả các băng ghi âm đến biệt thự ở ngoại ô. Đông Chun gần như đã điên lên với cơn giận, anh ta gọi cho Đông Úc. Cả hai cùng nhau đến biệt thự, Đông Chun lập tức lấy ra băng ghi âm. Ban đầu anh chỉ muốn đe dọa Đông Úc một chút, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai nó. Đông Chun ngay lập tức nói rằng anh không biết gì cả, tất cả đều là hành động cá nhân của lão Park. Khi vào biệt thự và thấy mẹ mình không bị thương, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Úc vừa muốn tức giận với lão Park thì mẹ đã ngắt lời. Cô ấy bảo Đông Chun lấy ra băng ghi âm vì Min Hun vẫn đang bị giam giữ trong tù. Còn lão Park đã hứa chỉ cần Đông Chun giao nộp băng ghi âm, ông ta sẽ tìm cách giải cứu Min Hun. Đông Chun lập tức tiêu hủy băng ghi âm, thứ này đối với anh không còn giá trị gì nữa. Dù Đông Úc có làm gì, anh cũng không bao giờ sử dụng những thủ đoạn đê tiện như thế với người em trai từng thân thiết nhất của mình. Nhìn vào hai anh em giờ đây trở thành kẻ thù của nhau, mẹ họ cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Vì một mối thù hận mà hai anh em từng tình cảm sâu đậm lại trở thành kẻ thù lớn nhất của nhau, đã đến lúc phải buông bỏ. Mẹ biết Đông Úc có tham vọng muốn thành công, còn Đông Chun muốn trả thù cho cha. Hai anh em không tránh khỏi một cuộc đối đầu. Vì thế bà yêu cầu Đông Chun thề trước mặt mình rằng sẽ không bao giờ trả thù lão Park nữa. Anh sống cuộc sống của anh, Đông Úc sống cuộc sống của mình, đừng quấn quýt nữa, đừng cãi vã nữa. Tình anh em giữa hai người nên kết thúc ở đây. Đông Chun khóc lóc hứa sẽ làm như vậy, còn Đông Úc thì đã từ lâu rơi lệ như mưa. Một tình nghĩa anh em 30 năm cũng chính trong khoảnh khắc này đã chấm dứt hoàn toàn. Như những người của lão Park đã làm trò oan nghiệt với chiếc xe của Đông Chun. Đông Chun đã đưa mẹ mình ra đi. Trên xe anh hỏi mẹ liệu bà có muốn có một con dâu không. Anh sẽ đưa cô ấy về nhà trong vài ngày tới. Nhưng chính lúc đó phanh xe đột nhiên không hoạt động. Trên xe cứu thương, Đông Chun nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Trong lòng anh nổi lên một nỗi hận thù sâu sắc. Đông Úc là một viên kiểm soát viên nổi tiếng được dân chúng chú ý, nhưng phần danh dự này lại được xây dựng từ tiền bạc. Khi đối diện với những bức thư tình cờ giấu tên như thế này, Đông Úc đã lén lút siết chặt nắm đấm của mình. Mặc dù sự việc chưa được công khai, việc gửi những thứ như thế này đến cơ quan kiểm soát rõ ràng là một hình thức đe dọa. Người anh trai từng hứa sẽ không công khai sự việc bây giờ lại quay đầu lại tấn công. Đông Úc tức giận đến nỗi muốn nổ tung, nhưng điều anh không biết là bức thư ẩn danh này chính là do cha anh gửi đến viện kiểm sát. Vì chủ tịch đã không còn nữa, Đông Chun bây giờ chính là mối đe dọa lớn nhất. Lão Park quyết định muốn nhìn thấy Đông Úc bắt Đông Chun và nhốt anh vào tù, để Đông Chun cảm nhận nỗi đau khi bị người em trai từng yêu thương xét xử. Do đó, lão Park đã hối lộ một số người bên cạnh Đông Chun giấu một số vật cấm trong sòng bạc. Tin tức này nhanh chóng được Đông Úc, người đang cảm thấy vô cùng tức giận, biết đến và ngay lập tức dẫn theo một đội quân lớn tới sòng bạc. Không quan ngại gì, anh ta bắt đầu tìm kiếm mọi nơi trong văn phòng. Rõ ràng hai anh em lại cãi vã quyết liệt, nhưng ngay lúc đó một thuộc hạ mang theo vài gói bột mì bước vào. Điều này khiến Đông Chun và Jae hoàn toàn ngỡ ngàng. Với bằng chứng rõ ràng, Đông Chun không thể phủ nhận. Jae ngay lập tức biết rằng chắc chắn có ai đó đang vu khống. Để bảo vệ Đông Chun, Jae đứng ra và khẳng định tất cả mọi thứ đều là do cô gây ra, không liên quan gì đến Đông Chun. Đông Úc không chút do dự ngay lập tức bắt giữ Jae. Một vài ngày sau đó, khi Đông Chun đang tìm cách giải cứu Jae, anh ta nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Hóa ra sau khi lão Park giải cứu Min Hun, ông lại bắt giữ Min Hun và yêu cầu Đông Chun mang một hộp tiền mặt đến bến cảng để chuộc người. Đồng thời Đông Úc cũng nhận được một cuộc gọi tố cáo cho biết ở bến cảng có người giao dịch hàng cấm. Rõ ràng đây là âm mưu của lão Park để gài bẫy Đông Chun. Đông Chun mang theo tiền đến bến cảng, nhưng ngay khi đổi con tin, bên kia lại nói rằng họ muốn tặng anh một món quà đặc biệt, sau đó họ trao cho Đông Chun một chiếc hộp và bên trong hộp đó đựng đầy túi bột mì. Sau khi thấy kẻ đối diện bỏ chạy, Đông Chun mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Đông Úc đã dẫn theo một đội cảnh sát vây quanh anh. Với tình hình bằng chứng rõ ràng và con tin trong tay, họ đã bắt được Đông Chun. Tuy nhiên trên đường đưa Đông Chun về, vài chiếc xe đã chặn đường lại. Một nhóm người từ trên xe xuống và bắt đầu giải cứu Đông Chun. Một vài cảnh sát hoàn toàn không phải là đối thủ cho họ. Đông Úc chỉ biết nhìn theo khi anh trai mình được giải cứu.
Mặt khác, chiếc xe đưa Jahe đến tòa án cũng bị chặn lại và cô ấy cũng đã được giải cứu. Khi hai người tái ngộ, họ ôm chặt lấy nhau và bắt đầu lần trốn. Còn Đông Úc khi nghe tin thì tức giận muốn nổ tung phổi, liền ra lệnh tìm kiếm toàn thành phố. Anh nhất định phải bắt anh trai về xét xử. Người đàn ông lần đầu tiên đưa bạn gái gặp mẹ nhưng cũng trở thành lần cuối cùng. Đông Chun và Jahe trở thành tội phạm truy nã, họ cũng định bỏ trốn. Lúc gặp mặt con dâu lần đầu, mẹ không có thời gian chuẩn bị gì, chỉ biết rằng tình hình đang rất khẩn cấp. Bà chỉ nhắc nhở họ phải sống hạnh phúc và coi như đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Hai người chỉ có thể trốn vào một nhà nghỉ ở trên núi. Họ cùng nhau ném tuyết, ngồi trên ghế bập bênh hôn nhau. Cô chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy người mình yêu nhất. Họ đã tổ chức một đám cưới không có khách mời. Dù rất đơn sơ nhưng đôi tình nhân đã trải qua biết bao gian khổ cuối cùng cũng được viên mãn. Tôi sẽ yêu em, tôn trọng em. Tôi Jahe sẵn lòng lấy anh, dù vui hay buồn, khỏe mạnh hay ốm đau, tôi vẫn sẽ yêu và tôn trọng anh. Sau đám cưới, Đông Chun đã chia sẻ niềm vui này qua điện thoại với gia đình. Nhưng tình yêu giữa họ dường như không được trời cao phù hộ. Khi anh trở về, anh bàng hoàng thấy cảnh tượng vợ mới cưới bị người ta bắt đi. Đông Chun đã dùng hết sức lực để cứu, nhưng làm sao một người có hai chân có thể chạy nhanh hơn một chiếc xe có bốn bánh. Anh chỉ có thể đứng đó trong tuyệt vọng nhìn Jahe bị bắt đi. Tuy nhiên, Đông Chun nhanh chóng biết ai đã bắt cóc Jahe. Hóa ra đó là một tổ chức tội phạm từ Ma Cao biết Đông Chun là anh trai của Đông Úc. Họ đã bắt cóc Jahe để đe dọa Đông Úc, muốn anh ấy thuyết phục Đông Úc giải thoát cho đại ca của họ khỏi nhà tù. Đông Chun không còn cách nào khác ngoài việc hẹn Đông Úc gặp mặt một mình. Đây là lần đầu tiên từ đầu tới cuối Đông Chun phải cúi đầu năn nỉ Đông Úc làm một việc. Chỉ cần có thể cứu Jahe, Đông Chun tỏ ra sẵn lòng để em trai tự do xử lý mình và đã thông báo cho Đông Úc rằng anh và Jahe đã kết hôn. Tuy nhiên, lúc này Đông Úc đứng trên lập trường của sự công bằng và trung thực. Anh không chỉ không đồng ý giúp Đông Chun mà còn đeo lên tay anh một đôi còng muốn bắt anh về. Điều này khiến Đông Chun cảm thấy khó chấp nhận. Người em trai mà trước đây anh đã hy sinh tất cả giờ đây lại lạnh lùng và vô tình đến vậy. Ở phía Min Hun, anh ta muốn trả thù cho cái chết của cha mình nên đã công khai tất cả bằng chứng tội phạm của lão Park trước mặt truyền thông. Động thái này khiến lão Park hoàn toàn không lường trước. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ. Để vượt qua khủng hoảng này, cô Giang lâu ngày không xuất hiện, cô đã tìm đến Đông Úc. Cô chỉ muốn nhìn thấy con trai của lão Park đã làm thế nào để đưa cha mình lên bàn xử án. Không ngờ những người chia sẻ dòng máu giống nhau cuối cùng đều giống nhau, để làm cho Đông Úc nhận ra lỗi lầm của mình hiện tại. Cô Giang đã đưa ra bằng chứng để chứng minh tất cả tội ác của Đông Chun đều do lão Park hãm hại. Đông Úc cuối cùng đã tỉnh lại, hóa ra tất cả mọi thứ đều do lão Park muốn sử dụng anh để loại bỏ Đông Chun. Trong khi Đông Chun đã không trách móc và hy sinh tất cả vì anh, chính mình lại bỏ rơi Đông Chun vào lúc anh cần nhất và còn bắt anh. Đông Úc cuối cùng biết mình đã sai, Đông Úc giận dữ muốn tìm lão Park, chỉ vào mũi ông ta và tuyên bố sẽ đưa ông vào tù để nhận hình phạt. Tuy nhiên, Đông Úc không còn cơ hội này nữa, bởi vì ước nguyện suốt đời của cô Giang chính là giết chết lão Park, con quỷ này, để trả thù cho việc ông ta đã tàn nhẫn bỏ rơi cô trong quá khứ. Cô Giang đã mua chuộc thư ký của lão Park. Trước đó, lão Park biết rằng mình đã không còn hy vọng gì nữa, chuẩn bị mang theo tiền mặt đi tìm người giúp. Nhưng ngay trên đường đi, thư ký đưa cho ông ta một chai nói là thuốc an thần. Và khi lão Park uống vào, ông ta liền ngất xỉu. Khi ông ta tỉnh lại, người ngồi bên cạnh chính là cô Giang. Cô ta đạp ga mạnh và lao thẳng về phía biển lớn phía trước. Trong sự hoảng sợ của lão Park, cô Giang đã buông tay khỏi vô lăng. Biết rằng không thể nào cứu vãn được nữa, lão Park cũng bình thản nhắm mắt lại. Có lẽ đây chính là hình phạt xứng đáng cho những tội lỗi mà ông đã gây ra. Mặt khác, với sự giúp đỡ của những người dưới quyền mình, Đông Chun đã vượt ngục khỏi trại giam. Đông Úc ngay lập tức biết anh trai mình muốn làm gì, đó chính là đến giải cứu Jahe, người đã bị bắt cóc. Đông Chun đã dốc sức vượt qua nhiều khó khăn và cuối cùng cũng tìm thấy Jahe. Nhưng lúc này Đông Chun đã bị thương rất nặng và chỉ còn một chút hơi thở. Không dám chần chừ, Đông Chun cố gắng chống chịu vết thương và định đưa Jahe ra khỏi đó. Nhưng người ta đưa súng lên đầu anh, cảnh báo rằng nếu anh ta dám cử động thì sẽ giết chết Jahe. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đông Úc cùng một lượng lớn cảnh sát đã đến nơi bao vây họ lại. Khi nhìn thấy anh trai mình một lần nữa, trong mắt Đông Úc lại hiện lên vẻ mềm mỏng như ngày xưa. Anh tự trách mình và nói anh trai em đến muộn quá, xin lỗi. Đông Chun biết rằng cậu em trai mà anh yêu thương từ trước đến nay đã trở lại. Hai anh em nhìn nhau, đôi mắt đều đầy nước mắt đau lòng. Bọn tội phạm dùng Đông Chun làm con tin, yêu cầu chuẩn bị một chiếc máy bay. Nhưng ngay sau khi Jahe được thoát ra ngoài, cảnh sát bên ngoài đã quyết định tiến công. Ngay lập tức tiếng súng nổ lên và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một tên tội phạm giận dữ đưa súng chỉ vào Đông Úc. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Chun đã phát hiện ra và đã lao mình ra trước che chở cho Đông Úc chịu phát đạn. Cuối cùng tất cả bọn tội phạm đã bị bắt và đưa về trước công lý. Tuy nhiên vào lúc đó Đông Chun đã bị bắn vào tim, cuộc sống của anh đang nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch. Đông Chun trong suốt cuộc đời mình đã dành nửa cuộc đời cho gia đình và nửa còn lại cho người mình yêu. Còn người cha đã qua đời luôn là ngọn đèn dẫn đường trong cuộc đời anh. Anh chưa bao giờ sống vì bản thân mình. Cuối cùng Đông Chun kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình trong tiếng gào thét đau đớn của Jahe và Đông Úc. Thời gian trôi qua, một năm đã vụt qua, điều may mắn là Jahe sinh cho Đông Chun một cậu con trai, giúp mọi người có điểm tựa tinh thần khi nhớ về anh không còn oán hận. Hai gia đình có số phận gắn kết cuối cùng cũng đã đến với nhau, tận hưởng hạnh phúc mà họ phải trải qua nhiều sóng gió để đạt được. Còn Đông Chun mãi mãi sống trong trái tim họ. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!